Dạy tôi vừa rồi thì có cha tiếng Anh. À, nói đi, nói đi. Mấy cha dạy tôi thì có cha là ghi ở ngoài là tiếng Anh và tiếng Việt. Thì có nhiều cụ già thì xếp trong line rất là dài và nóng. Thì khi, khi mà gần đến thì mới biết là cái line một line nữa là chỉ có cha tiếng Anh. Thì với mấy người mới nói, mấy cụ mới phải chạy qua bên kia. Mấy cụ nói không có biết tiếng Việt bên đây, người không biết tiếng Việt thì không xưng được. Thì xin cha, có người thì nói là cứ xưng đi, cha chỉ là người đứng giữa của Chúa và dạy tôi. Còn có người thì nói là không, nếu xưng như vậy thì nó không có được. Thì xin cha có thể giải thích cho tụi con ạ. Con cảm ơn cha. Vâng, tôi muốn lặp lại cái câu hỏi trước khi tôi trả lời. Đây là những người họ thấy cái bạn có tiếng Việt, tiếng Anh rồi họ đi vào. Tức là họ không phải là người cố tình để trốn tránh. Và vì thế sự lầm lẫn này là sự lầm lẫn do cái ban tổ chức. Ừ. Trong trường hợp đó thì những người xưng tội họ có thể xưng tội theo tiếng nói của họ. Và ông cha mà giải tội thì chỉ có việc không cần nghe, không hiểu và ông vẫn giải tội được như thường. Điều tôi nói về vấn đề luật trước ha, tôi nói về vấn đề luật cũng như thần học. Tội của những người này được tha không? Thưa được tha. Xưng tội này có là một xưng tội hoàn hảo không? Nghĩa là có xong tất cả những yêu cầu của giáo hội không? Thưa có. Nhưng điều chúng ta có nên làm hay không thì không. Có nghĩa là gì? Nếu trường hợp chúng ta có một điều kiện ở đó có một cha Việt Nam, rồi ngài nói tiếng Việt, mình hiểu hơn thì chúng ta đến để chúng ta nghe được những lời khuyên. Bởi vì còn có tội nói hành nói tỏi, mà một tuần con phạm ít ít cũng có 50 lần. Thì nó khác với tội nói hành nói tỏi mà mỗi tháng con phạm một lần. Nó khác rất là nhiều. Vì thế khi mà chúng ta nghe những lời khuyên thì những cái đó nó giúp cho đời sống của mình. Cho nên trong trường hợp những người không tìm ra người để mà xưng tội vì mình khác ngôn ngữ thì vẫn được phép. Chỉ có điều là không nên mà thôi. Điểm thứ hai, có những người họ cố tình bởi vì họ thấy họ sợ. Cho nên khi đi xưng tội thì tự họ đã tìm một ông cha, trong khi bên cạnh đó có ông Việt Nam, họ cố tìm để mà trốn tránh. Thì đây, một lần nữa tôi trả lời về bí tích. Liệu như vậy họ có được tha không? Thưa vẫn được, nhưng mà có nên không? Không nên. Bởi vì ngay từ đầu họ đã có một cái gì đó. Cái sợ sệt thì chúng ta hiểu, nhưng giấu giếm thì chắc chắn là không. Tôi đang nói đây là những tội họ xưng hết đó nha, họ không giấu nha. Còn nếu trường hợp mà họ giấu giếm thì cái đó họ có xưng với một ông cha Việt Nam hay cha Mỹ đều không được tha. Nhưng mà ở đây cái chuyện làm là không nên làm. Điều nói về vấn đề luật thì nó vẫn được như thường. Thưa cha, con muốn bỏ mọi thứ đi, không lẽ thì được Chúa đưa lên không cha? Sao chị nói sao, nói lại bỏ mọi thứ đi homeless thì có được cái gì? Có được Chúa đưa lên không? Tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi nghĩ là không những Chúa đưa lên mà Chúa còn phạt cho mà chết. Có nhà có cửa tại sao không ở mà phải đi? Trong thời kỳ đầu tiên của giáo hội, trong thời kỳ 300 năm đầu tiên của giáo hội, thì giáo hội của chúng ta là những người, tất cả Kitô hữu, ai họ cũng muốn trở nên giống Đức Giêsu Kitô. Và đó là ước ao. Vì tất cả các Kitô hữu đều ước ao trở nên giống Đức Giêsu Kitô. Cho nên 300 năm đầu tiên của giáo hội, họ ước ao được chết vì đạo. Họ ước ao họ bị chém đầu, họ bị chặt, họ bị giết ở trong các cái đấu trường. Bởi vì đây là hình thức họ trở nên Đức Giêsu Kitô một cách gần gũi nhất. Bởi vì Đức Giêsu Kitô của chúng ta bị chém, bị đóng đinh chết như là một người chết vì đạo. 300 năm đầu tiên, rất nhiều người ước ao được chết vì đạo. Đến năm 313, thì Đại đế Constantine, ông ta hợp thức hóa Kitô giáo. Mẹ của ông là bà Thánh Helena. Và kể từ đó, người ta không còn bắt đạo nữa. Cho nên, mình có đi ra cũng chẳng ai chém giết mình. Chỉ có điều, Kitô hữu của chúng ta là những người muốn nên giống Đức Giêsu Kitô, cho nên họ tìm một cách thức nào đó để nên giống Ngài. Thì người ta tìm ra ở trong phúc âm của Matthew và Luca, cả hai đều ghi lại có một chàng thanh niên đến hỏi: thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Thưa thầy, trọn lành. Đức Giêsu hỏi: tại sao gọi ta là trọn lành? Rồi Ngài cũng hỏi: anh phải vâng lời cha mẹ, phải đừng ăn cắp ăn trộm, đừng có làm chứng gian. Anh ta nói: những việc này tôi làm hết rồi. Đức Giêsu nói: chỉ còn một việc nữa thôi, là hãy về bán hết những gì con có cho người nghèo rồi theo ta. Nhưng mà cái này không phải là đi homeless. Đây là một trong những lý tưởng để trở nên như Đức Giêsu Kitô. Bởi vì cái câu hỏi của anh này là làm thế nào để được trọn lành. Cho nên Đức Giêsu nói chỉ còn một điều nữa thôi mà anh có thể trở nên perfect, trọn lành, là tất cả những điều kia anh giữ rồi, của cái đem về bán cho người nghèo rồi theo ta. Và từ đó các dòng tu của chúng tôi ra đời. Chúng tôi có nhà có cửa.
Dòng tu ra đời, dòng tu ra đời là hình ảnh của những Kitô hữu. Họ bán tất cả những của cải, họ cho người nghèo, rồi họ tự nguyện sống ở trong một cộng đoàn mà đức khó nghèo là một trong những điều họ phải giữ. Nhưng không phải là những homeless vì thế. Nếu trường hợp mà chị muốn trở nên trọn lành, chị có thể bán hết của cải cho người nghèo rồi gia nhập một dòng tu hay tu hội thì cả đó tốt. Còn đi ra homeless thì lại trở thành một cái gánh nặng cho người khác nữa. Câu thứ nhất, thưa cha, người Công giáo tự tử có được mang xác vào nhà thờ làm lễ an táng hay không? Câu thứ hai ngắn gọn, cha là một người nổi tiếng về thần học, bây giờ hình như cha chuyển sang qua thần y. Con thấy trên Facebook là cha quảng cáo cho thuốc tiểu đường. Xin cha cho chia sẻ bí quyết chữa bệnh tiểu đường như thế nào? Hình ảnh cha đầy trên Facebook. Xin cảm ơn chị. Lại chú tôi quên nhắc cái này. Anh chị em làm ơn nói cho người khác biết tôi chưa bao giờ đi bán thuốc tiểu đường. Và tôi cũng không biết Facebook đó ở đâu. Cảm ơn chị nhiều lắm. Có người cho tôi thấy cả mặt tôi rồi. Tôi có dặn với mấy người là liên lạc thử coi nó bán như thế nào. Thì những người này liên lạc họ trả lời hay lắm. Con thăm con đàng hoàng đó rồi. Thầy chúa tôi, chị ơi, tôi không có biết thuốc tiểu đường, thành ra cứ theo cái đó là chết. Nhưng mà bây giờ đó, những người tự tử có được đưa xác vào nhà thờ không? Thật sự đó, Giáo hội Công giáo cấm đưa vào trong nhà thờ mà không thấy tự tử. Ở trong giáo luật số 1184 nói làm gì? Thứ nhất là những người lạc giáo hay ly giáo một cách trầm trọng, tức là những người công khai chống đối giáo hội, lạc giáo hay ly giáo một cách trầm trọng. Thứ hai, những người thách đối giáo hội, chống đối giáo hội ra mặt, mà trước đây là cái màn hỏa thiêu đó, bây giờ thì giáo hội cho phép. Nhưng mà chúng ta cũng phải gọi là trân trọng cái thân xác. Mình hỏa thiêu không phải để chống đối giáo hội, mà mình hỏa thiêu bởi vì đây là một trong những cái cách thức nó vừa tiện gọn, nó vừa hợp túi tiền, nhưng mình vẫn tôn trọng cái thân xác người chết. Nhưng trong thời kỳ phục hưng thì ở bên Pháp có những người họ nói rằng người Công giáo tin vào xác ngoài người ngày sau sống lại và yêu cầu chôn, cho nên họ tự thiêu để họ chống đối. Mà những người chống đối như vậy thì không được đưa vào nhà thờ. Và cái thứ ba là những người công khai phạm những tội gì đó mà những cái điều này có thể hại tới giáo dân nói chung, chẳng hạn như những cái băng đảng giết người một cách kinh khủng chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì trừ ba trường hợp này, trong giáo luật 1184 không hề nhắc đến tự tử. Vì thế những người tự tử vẫn cứ được đưa vào nhà thờ. Và giáo hội cắt nghĩa, ngày xưa, đúng, ngày xưa bộ luật năm 1917 thì có những người tự tử không được đưa vào nhà thờ. Nhưng bộ luật năm 1983 đã thay đổi hoàn toàn, là bởi vì chúng ta hiểu rằng những người khi họ tự tử, đầu óc của họ không được minh mẫn, cho nên những hành động chưa chắc họ đã làm chủ. Và vì thế giáo hội không kết tội khi họ không thể làm chủ những hành động của họ. Vì thế tất cả những người tự tử được đưa vào nhà thờ, bởi vì như tôi nói, trong cái bộ giáo luật 1184 không hề nói tới, ngoại trừ ba điều mà tôi mới vừa nói, những cái trường hợp ly giáo lạc giáo nặng, những trường hợp chống tự thiêu mà chống để phản đối giáo hội, hoặc là những trường hợp băng đảng gì đó không biết mà cái công việc làm nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của giáo dân, ngoài ra vẫn cứ được đưa vào nhà thờ như thường. Xin mời anh quần áo đỏ. Vâng, con là Bùi Văn Bằng. Đến từ giáo xứ Thánh Giuse thuộc thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Vâng. Con xin được hỏi cha, tại vì mấy ngày nữa sẽ mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Vâng. Thì chúng con thì vẫn tin rằng theo tín điều thì chúng con tin là Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Vâng. Và chúng con đã chứng kiến rằng Chúa Giêsu chết và tông đồ đã tán xác. Uh-huh. Và khi Chúa Giêsu về trời thì các tông đồ đã chứng kiến. Vậy ngày Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, tình trạng của Đức Mẹ như thế nào? Dạ tôi không biết. Đó là cái mà cái câu hỏi mà chúng con. Nhưng mà bây giờ tôi nói là tôi không biết, nhưng mà tôi trả lời cái mà giáo hội trả lời nhé. Dạ. Chúng ta biết là nếu chúng ta học giáo lý thì mình biết rằng câu hỏi đầu tiên đặt ra là nếu ông Adam bà Eva không phạm tội thì mình có chết không? Câu hỏi cơ bản. Nếu ông A-dông bà Eva không phạm tội thì mình có chết không? Không. Là bởi vì Thiên Chúa không dựng nên để rồi bị chết đi tiêu hủy. Nhưng bởi vì phạm tội thì bây giờ như thế này. Trong cái chương trình của Thiên Chúa thì Đức Giê-xu Ki-tô đã chết và Ngài được mai táng. Mà cái từ ở trong Kinh Thánh chúng ta đọc, ngoài cái Kinh Thánh, trong Kinh Tin Kính, Ngài được đã chết rồi được mai táng. Mai táng đây là một từ ngữ để nói rằng
Ngài đã chết thật rồi, chứ không có gì hết đó. Tức là chết rồi đem vô mà che đậy lại, mà chôn như vậy thì chết rồi. Rồi sau đó Ngài mới sống lại, chứ không phải là Ngài bất tỉnh rồi Ngài tỉnh lại. Đó là cái cách thức. Nhưng Đức Giêsu Kitô đã chết. Vậy thì mẹ Maria thì sao? Ở trong truyền thuyết thì nói rằng sau khi mà mẹ gọi là hết đời sống, tôi dùng để trả lời theo những gì giáo hội công bố nhé. Năm 1950 thì Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời. Và khi công bố tín điều này thì giáo hội đã không dùng từ ngữ chết. Lý do tại sao? Bởi vì cái từ ngữ chết nó nói lên được một sự chia cắt, một sự cắt đứt và sự tiêu hủy. Khi thân xác của chúng ta chết có nghĩa là gì? Ở đây tôi không có định nghĩa về y học hay là định nghĩa về thể lý hay là định nghĩa về tâm lý hả? Cái gì đó, yêu là cái gì, yêu là khổ cái gì đó. Rồi yêu là chết ở trong lòng một ít là đại khái không đó. Ở đây tôi muốn nói về cái chết thể lý đó. Thì cái chết theo giáo hội là khi con người của chúng ta bắt đầu bị hủy hoại, tiếng Anh là decomposed. Tức là khi con người bắt đầu decomposed là mình gọi là chết. Bởi vì nhiều khi mình chết bộ óc rồi người ta cho máy vô thở này kia thì tất cả những cái đó. Nhưng mà ở đây tôi trả lời với anh, khi giáo hội công bố Đức Maria hồn xác lên trời thì Đức Giáo Hoàng đã cố tình tránh từ ngữ chết. Và Ngài dùng cái từ ngữ như thế này để tôi trả lời lại. Ngài nói là sau khi đã hoàn tất cuộc sống trần thế, phải Đức Maria được Thiên Chúa đưa về trời. Đây là một câu nói kết hợp với truyền thống của người Do Thái. Ở trong đó có tiên tri Elijah và Enoch là hai người mà người Do Thái vẫn tin là chúng ta dùng lại từ ngữ của họ. Sau khi đã hoàn tất cuộc sống trần thế thì những người này được Thiên Chúa đưa về trời. Vì thế nếu chúng ta đi vào cái từ ngữ chết thì ở trong đó không có. Còn nếu chúng ta hiểu một cách thông thường, liệu rằng mẹ có chết không rồi thì đương nhiên phải chết. Chết đây có nghĩa là gì? Chết đây có nghĩa là mẹ không còn sống ở trong cái thân xác, ở trong cái con người, ở trong cái thế giới này nữa. Mẹ mới bước qua cái thế giới muôn đời được. Chứ mà cỡ như thế này mà lên trên đấy rồi thì cao máu thuốc đâu mà uống. Cho nên bắt buộc chúng ta phải chết, tức có nghĩa là chết cho cái thế giới này để mình bước vào một thế giới. Ở trong đó nó không còn xác này nữa. Nó có một cái xác, mà cái xác mới, một cái xác mình có thể đi qua tường được. Cho nên để trả lời là hỏi là Đức Mẹ như thế nào thì tôi nói tôi không biết. Nhưng mà thật sự tôi biết ở chỗ là giáo hội đã dùng từ ngữ đó để diễn tả sau khi hoàn tất cuộc sống trần gian, Thiên Chúa đã đưa mẹ về trời cả hồn và xác. Xin mời chị. Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con có câu hỏi là giáo sư cơ, con có biết hai cặp vợ chồng được cha mẹ giúp cho nhận phép rửa tội ngay khi còn nhỏ, nhưng trong khoảng thời gian họ cũng nằm ở trong lớp thánh kinh, nhưng khoảng 3 năm nay thì hai cặp đó qua bên Tin Lành. Hôm nay con nói lên là trước hết là xin cha giúp cho một lời khuyên, và cũng xin cha cùng cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho hai cặp đó để xin Chúa luôn đồng hành với họ để họ trở về. Nhưng mà mở ngoặt là hai gia đình đó rất là có phúc cho của mấy cháu nhỏ không đi với cha mẹ qua bên Tin Lành mà vẫn ở bên Công Giáo. Có một em được vào nhà tập 2 năm ở dòng Đông Bosco. Còn hai em trai thì ở trong St. Lawrence Seminary ở trên Wisconsin. Vâng. Giờ đây con xin cha là... Vâng, thì chị xin thì tôi cũng xin chúng ta cầu nguyện thôi, tại cái này nó cũng không có cái gì là một cái câu hỏi. Bây giờ như thế này, việc mà có những người họ không đi đạo Công Giáo của mình, họ đi một cái giáo phái khác thì đó là cái tự do của họ. Nguyên nhân thì tôi hoàn toàn không biết. Có một số, tôi biết có một số rất đơn sơ cho rằng người Công Giáo của chúng ta không hiểu Kinh Thánh, không hiểu. Tôi nói thật, mấy người này là mấy người chưa đi học. Tôi dạy mục sư nhiều lắm. Mục sư cũng vô lớp tôi học nhiều lắm chứ không phải không. Cho nên nhiều khi có những cái nó nhỏ mà họ nghĩ rằng họ biết, họ nghĩ rằng họ hiểu. Và cái đó là một cái khó. Cái thứ hai, tôi cũng không biết nguyên nhân tại sao mà những người này bỏ. Có thể là bởi vì họ không đồng ý với giáo hội một cái gì chăng. Thành ra trong trường hợp này tôi chỉ biết cầu nguyện cho họ thôi. Và tôi hy vọng là những thắc mắc của họ, nếu trường hợp họ cảm thấy có một cái gì họ không có bình an, họ có thể hỏi. Nhưng mà tôi nghĩ những người này có thể họ không muốn chăng, tôi không biết. Cảm ơn cha. Xin mời anh ạ, xin mời anh. Cảm xin thưa cha, một người không có đạo Công Giáo biết di chú là muốn ước nguyện được làm đám tang trong nhà thờ Công Giáo, xin cha có được không? Ồ, một người không là đạo Công Giáo mà họ muốn làm lễ ở trong nhà thờ có đúng không?
Tức là muốn khi mà họ chết, họ muốn làm lễ ở trong nhà thờ, có đúng không? Vâng. Là có được không? Ok. Thật sự cái câu hỏi này nó có hai phần. Phần thứ nhất là người này không phải là một người Công giáo. Nếu trường hợp người này là không một người Công giáo mà họ chưa có phép rửa tội thì câu trả lời là không, chắc chắn là không. Nhưng nếu họ là một người đã rửa tội, chẳng hạn Tin Lành, thì họ được đem vào. Và đây là những cái điều kiện mà tôi nói. Tại vì chúng ta không thể nào cứ nói cho mà cho không mà không có một cái điều kiện. Cái thứ nhất là họ, trong cái trường hợp mà họ chết đó, họ là người express, họ là người nói ra, họ là người muốn đưa vào nhà thờ. Cái thứ hai là giám mục địa phương không chống đối. Cái này thì các cha xứ nghe hơn là ông bà. Tức là nếu trường hợp họ xin đưa vào, người nhà xin đưa vào, mà khi sống họ đã nói một phần, cái thứ hai là người nhà đưa vào, và giám mục giáo phận đó không chống đối, có nghĩa là tôi không cần giáo hội, giáo mục phải cho phép nha. Chỉ cần giám mục không chống đối là được. Và cái thứ ba là trong trường hợp những người này họ không tiếp cận được với mục sư của họ, thì chúng ta vẫn có thể cho phép họ làm lễ ở trong nhà thờ. Và đây là một cái điều rất tế nhị. Tôi có cái vô duyên không hỏi tôi cũng trả lời nữa. Kể cả trường hợp của những người mà họ chưa chịu phép rửa tội nhưng không phải là một người không Công giáo, không phải, những người chưa chịu phép rửa tội mà đang học giáo lý, những người chưa chịu phép rửa tội mà đang học giáo lý thì chúng ta gọi là gì hả? Giữ tông, catechumen. Những giữ tông vẫn được đưa vào nhà thờ bởi vì những người này cứ theo ước nguyện là họ ao ước được trở nên, nhưng họ chưa chịu phép rửa tội thì những người này vẫn được đưa vào nhà thờ để có một thánh lễ an táng. Còn trong trường hợp ba cái yếu tố kia: một, không tiếp cận được với mục sư; hai, đức giám mục địa phương không phản đối; thứ ba là chính người này họ ước ao hay là họ không phản đối, mà những người nhà muốn đưa vào vẫn được như thường. Con chào cha, con cảm ơn cha hôm nay giảng bài giảng về thánh thể là một cái nan giải của con. Con có mấy đứa con đi lập gia đình và đi học sinh viên, lâu lâu về mới đi lễ với gia đình mà cũng vẫn rước lễ, thì con không biết cách nào để khuyên chúng hay làm cách nào. Thì con cảm ơn cha hôm nay đã giảng cái bài giảng này, là con rất là mong muốn được hỏi để con làm sao khuyên các cháu. Cảm ơn cha. Vâng, tôi không biết là bây giờ có phải trễ quá không. Bởi vì bây giờ nó chỉ nói với các cháu đó, cái vấn đề rước lễ là con phải chuẩn bị một cách xứng đáng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những cái này nó phải có thời gian và phải có cái điều kiện. Bởi vì bây giờ mà chỉ nói nó đừng lên đó, thì đôi khi nó cũng khó chịu, bởi vì nó thấy mọi người đều lên hết. Cho nên cái câu khuyên của tôi là như thế này: nếu trường hợp mà nó rước lễ lần rồi thì chị cứ để cho nó làm. Nhưng mà sau khi rước lễ xong về thì chị dặn cho nó và nói với nó: lần sau nếu con đi lễ, con không cần phải rước lễ. Bởi vì cái vấn đề rước lễ nó không thêm ơn ích gì cho con nếu trường hợp con không hiểu. Vì thế nếu con không hiểu cái gì con hỏi mẹ. Lần vừa rồi mẹ không có muốn nói là bởi vì trong nhà thờ đang ồn ào và mọi người đi hết. Còn bây giờ mình về nhà rồi, mẹ muốn con lần sau con đừng làm bởi vì con không có sự chuẩn bị. Và nếu lúc đó nó hỏi chị vậy thì chuẩn bị như thế nào, thì chị sẽ nói chuẩn bị bằng cách là: nếu con có tội con phải xưng tội, nếu con đại khái như vậy phải giữ mình một tiếng đồng hồ trước giờ rước lễ, đại khái vậy. Cho nên cái giây phút mà chị muốn nói nó tại nhà thờ tôi nghĩ là hơi muộn rồi. Xin mời chị. Cha ơi, câu hỏi này của một người không dám lên đây. Vâng, à? Vâng. Về hy sinh, con thấy người ta đi làm đóng thuế cực khổ, làm người công dân tốt. Nhưng mà rồi có những người đó có của ăn của để mà vẫn thích đi xin food stamp, đi xin đồ ăn. Như vậy cha nghĩ sao ạ? Ồ, trước hết tôi nói về vấn đề chủ ý, và thứ hai tôi nói về vấn đề luân lý trước. Trong vấn đề luân lý, nếu trường hợp chúng ta có tiền mà rồi mình lại không dùng, mà mình lại đi lợi dụng một cái hệ thống để cho mình tiền, thì bất cứ sự lợi dụng nào thiếu thành thật tự nó là một cái tội rồi. Cho nên tôi không cần phải cắt nghĩa nhiều. Bởi vì những người mà họ giả cách này cách khác, chưa nói là họ dùng cái sự giả đó để họ cho người khác, họ lấy cái tiền đó họ cho, vẫn tội như thường. Bởi vì giáo hội Công giáo chúng ta không cho phép chúng ta dùng một phương tiện xấu để đạt một mục đích tốt. Chúng ta không thể nào vì giúp người nghèo mà bây giờ mình khai không có tiền rồi mình lấy cái tiền lãnh hàng tháng rồi mình lãnh hết cái đó mình gửi về, không được. Là bởi vì cái tiền này là tiền đóng thuế của những người đi làm một cách chân chính. Thành ra không thể dùng một phương tiện xấu để đạt một mục đích tốt. Nhưng mà cái thứ hai về vấn đề tâm lý. Tâm lý thì nó hơi phức tạp một chút. Ở chỗ là ở trên đời có những người rất khó hiểu. Có những người
họ chạy 1-2 mile để đổ xăng tiết kiệm được 5 sen. Chưa nói xong. Họ mua đồ sale họ ăn để tiết kiệm 1 đồng. Nhưng khi nhà thờ xây nhà thờ họ cho 100 ngàn. Đừng nghĩ rằng những người này là những người chỉ có thu góm cho mình. Đây là một dạng về vấn đề tâm lý. Nhiều khi họ tiết kiệm, rất tiết kiệm, nhưng họ cũng rất rộng rãi. Và cái rộng rãi của họ mình không ngờ được. New York cách đây 10 mấy năm có một ông chết, chết như là một người nghèo, rất nghèo, mà cuối cùng tiền để lại cho các cơ quan từ thiện gần 12 triệu đô. Người Á Châu của chúng ta là một trong những dạng người mà người Âu Châu họ cũng không hiểu về cái conflict, về cái đối nghịch ở trong vấn đề tiết kiệm, ở trong vấn đề tự hào. Thằng Mỹ, nó đi về nó khen, ô thầy quý, tôi mới mua chiếc xe Tesla loại gì, 70 ngàn, loại gì? Y hả? Y phải không? Tôi chỉ biết Y với 3 thôi, cái 3 là rẻ, cái Y là đắt đúng không? Vậy thì một thằng Mỹ nó ra, nó sẽ nói với mình, trời ơi, ta mới mua được chiếc xe Tesla Model Y hả? 70-80 ngàn. Nó khoe bởi vì nó có tiền. Gặp người Việt Nam mình khác hoàn toàn. Việt Nam mình ra, ô thầy biết không, tôi biết tôi mua cái này mấy không? 5 đồng là vì mua quá rẻ mà đi khoe. Cái thằng kia nó mua quá đắt, nó khoe là bởi vì nó có tiền. Mình đi khoe là bởi vì mình mua quá rẻ. Tất cả nó... Mà thật sự như vậy. Mình khoe, trời ơi biết cái này mấy đồng không? Thì mình cứ đoán, ồ cái này tôi phải 30-40, không có, tôi mua có 5 đồng mà. Và mình khoe là bởi vì mình mua được rẻ. Về vấn đề tâm lý, tôi chỉ trả lời với chị này như thế này. Thật sự có những người trong vấn đề tâm lý nó hơi phức tạp và Thiên Chúa sẽ phán xét họ trong cái khả năng và quyền hạn họ quyết định. Nhưng nói về mặt luật pháp thì những người này khi họ lợi dụng một cái gì đó để đem lại một lợi ích cho họ hay bất cứ cho người khác qua một cái phương tiện không đúng đắn thì việc đó tự nó đã sai rồi. Cái thứ hai, nếu trường hợp chủ ý của họ không là như vậy mà chủ ý của họ nó thuộc một cái dạng như tôi mới đưa ra một ví dụ thì chính Thiên Chúa sẽ phán xét họ trong cái công việc đó. Bởi vì có những người họ thu thập, họ tiết kiệm từng xu từng đồng đi ăn, nhiều khi họ không dám. Vậy mà chỉ nghe những người khác nghèo đói họ cho cả 100 cả ngàn. Mà chúng ta đừng nghĩ rằng họ là những người keo kiệt. Thì Thiên Chúa sẽ phán xét ở trong cái hoàn cảnh của mỗi người. Vâng. Xin mời chị ở trên lầu ạ. Thưa cha, con có câu hỏi. Con biết có một cặp vợ chồng, họ lúc trước sinh hoạt trong giáo xứ rất là tốt. Sau đó ly dị. Và cha xứ của giáo xứ muốn giúp cho chị này được giải hôn. Nhưng vì người chồng không xuất hiện nên cái việc giải hôn không thành. Rồi một thời gian sau, cha xứ cho chị được phép rước thánh thể. Sau đó chị này lại lập gia đình với một người đàn ông khác ở ngoài đời. Và chị này vẫn tiếp tục rước lễ. Cha xứ cũng không nói gì. Thì con không biết cái điều này là đúng hay sai. Vâng. À, trong này nó có một vài điểm để tôi phải phân tích ra một chút. Thứ nhất là hai anh chị này lập gia đình, rồi sau khi chia tay nhau ly dị đó, thì cha xứ đã giúp chị này xin một cái giấy, mình từ ngữ dễ hiểu là tiêu hôn, nhưng anh kia không có lên để mà cùng cộng tác. Vì thế cái công việc nó không xúc tiến được. Thế rồi chị này mới đi lập gia đình với một người khác ở ngoài đời, rồi thấy chị này đi rước lễ nữa, đúng không? Bây giờ nó đi từng bước một. Thứ nhất, cha xứ cho phép đó chị. Vâng. Thứ nhất là việc mà một người khi mà xin một cái giấy tiêu hôn và nếu người kia đó, thường thường là phải tìm cho được người kia hoặc là mình biết địa chỉ hoặc là tìm cho bằng được, để khi mà tìm được rồi, nếu người kia không cộng tác thì họ vẫn xúc tiến, nhưng mà nếu bắt buộc là người kia phải biết. Trong trường hợp này có thể là người ta không tìm được cho nên người ta không xúc tiến. Vì thế cái việc làm đó rất là đúng. Thì trong trường hợp mà chưa xúc tiến gì cả, chỉ biết chị này ly dị thôi, thì chị này vẫn được rước lễ, đương nhiên đó là quyền của chị. Vì thế tất cả những anh chị em đang ly dị, không ai cấm anh chị em rước lễ cả. Không có một cái luật nào cấm cả. Bởi vì mình ly dị tự nó đã là đau khổ lắm rồi. Và cái đau khổ đó đủ để hành hạ mình rồi. Còn tất cả những ai nói rằng ly dị không được rước lễ là những người đó không biết luật của giáo hội. Cái thứ hai, sau khi ly dị rồi, thì bây giờ chị này mới bước tiếp thêm một bước nữa. Và cái này mới là cái khó. Khi chị bước thêm một bước nữa là chị bước ở ngoài đời. Rồi theo như chị này nói là cha xứ cho chị rước lễ. Tôi trả lời hai cách được và không được. Thật sự cha xứ không phải là người không biết luật, tôi nghĩ như vậy. Nếu là một người biết luật thì đây là cách thức để khuyên nhủ những người này.
Có những trường hợp mà sau khi người ta đã bị đau khổ lần thứ nhất thì họ nối kết lần thứ hai, và trường hợp đó rất nhiều. Nhưng khi họ nối kết lần thứ hai thì có những cái mà họ không thể trở về, hoặc là không tiêu hôn được, hoặc là bất cứ lý do gì, và vì thế giấy tờ sẽ không bao giờ làm được. Câu hỏi đặt ra là sau khi họ tiếp bước lần thứ hai, họ có một hai đứa con nữa thì chúng ta đối xử như thế nào? Liệu chừng chúng ta có cho họ là còn họ là những Kitô hữu còn rất lễ hay không? Thì công thức của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, và tôi dùng cái từ ngữ đó bởi vì thật sự cái này tôi có thể đi sâu một chút nếu là lớp của các cha các sơ, bởi vì tôi sẽ dùng một cái tông thư của Đức Giáo Hoàng Francisco Amoris Laetitia, và ở trong đó có một cái footnote rất là controversial, tức là controversial đó, nó gây cấn. Nhưng mà tôi không muốn đi vào cái đó, tôi muốn đưa một cái câu trả lời dễ dàng hơn cho chị. Đức Gioan Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Benedicto đưa ra một cái công thức như thế này: những người đang ở trong hôn nhân rối, tôi nói như vậy cho dễ hiểu đi ha, nói cho anh em hiểu, thì mình có được rất lẽ không? Thứ được, nhưng mà bằng cách nào? Đó mới là cái cách thức. Cách thức như thế này: nếu Đức Giáo Hoàng nói, nếu anh chị em sống như anh em với nhau, tức là trong tiếng Anh nó dịch đó, là love like a brother sister, có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu trường hợp hai người đó đừng ăn ở xác thịt với nhau. Tôi nói ví dụ bây giờ chị đó đang ở với anh đó, và tới mùa phục sinh chị đó ước ao được đi rước lễ, thì chị đó được đi rước lễ được không? Được. Bằng cách nào? Mình đi xưng tội. Tội gì? Tội mà mình ở với người này là một tội nằm ở ngoại hôn, cho nên cứ coi như là mình tội phạm điều răn thứ 6 đi, cứ coi như là mình phạm tội với người lớn đi, rồi mình xưng tội thì hết rồi. Nhưng khi đi về nhà, điều quan trọng đừng ăn ở với nhau. Mà nếu không ăn ở với nhau mà chỉ sống như anh em, tức là brother sister, thì họ đâu có phạm tội gì khác nữa đâu. Mặc dù họ có hai ba đứa con ở đó, nhưng mà họ đâu có phạm tội gì khác nữa. Trong thời gian đó họ có được rước lễ không? Thưa được. Cái khổ là nhiều khi sự quyến rũ, sự cám dỗ làm cho họ lại trở lại phạm tội tiếp. Và nếu họ phạm tội tiếp ăn ở với nhau thì đừng rước nữa. Vì thế để trả lời cho chị, tôi nói rằng tôi nghĩ rằng cha xứ đó là một người biết luật. Cho nên trong những dịp lễ lớn, những dịp Giáng sinh, những dịp phục sinh, hay biết đâu bây giờ hai vợ chồng họ đã có một cái tự nguyện với nhau, mình không biết được, là từ đây họ sẽ không ăn ở xác thịt với nhau nữa, thì họ còn cái tội gì nữa đâu mà phạm, ngoại trừ là cái tội cách đây 5 năm họ đã ở với nhau, họ sinh đứa con, rồi bây giờ họ sinh hai đứa thì họ phạm hai lần, ví dụ vậy. Mà những cái tội đó thì cũng chẳng khác nào những ông, những bà đi chỗ này, chỗ kia rồi sinh ra một đứa con, không lẽ bây giờ cứ cái tội đó mà gắn suốt đời họ à? Cho nên sau khi xưng tội họ vẫn được rước lễ thôi. Thành ra đây là một trong những cái lối thoát mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Benedicto đã mở ra cho những người sống trong những cái hôn phối rối như vậy đó. Và Đức Cha Xứ có thể làm theo đúng như vậy, tôi nghĩ. Xin mời chị. Dạ, con xin chào cha. Trước tiên thì con xin cảm ơn cha, và con muốn nói rằng tất cả chúng con, we all love you very much, cha Hy. Cảm ơn chị. Dạ, và cái câu hỏi của con đó, nó cũng có liên quan đến một cái câu mà khi mà cha giảng có nhắc đến là cụ Phan Bội Châu. Thì cụ có khuyên mọi người đừng có sống thờ ơ và nên là có lòng yêu nước. Thì có một điều là đất nước Việt Nam của mình nó khác với những cái quốc gia khác là bị ở dưới Cộng sản. Thì khi mà nói đến Cộng sản thường biết đến độc tài, vô thần, và thường thường thì họ sẽ đàn áp những cái tiếng nói tự do. Đúng. Thì cái câu hỏi của con đó là một người Công giáo có lòng yêu thương tha nhân và sống hy sinh, và một người sống có trách nhiệm và yêu nước, thì những người Công giáo có nên phải chống độc tài hay là có nên chống Cộng sản và đấu tranh cho dân chủ và quyền con người ở Việt Nam hay không? Vâng. Trước hết tôi nói về vấn đề luật cũng như là về vấn đề đời sống và đức tin Kitô giáo. Và cái thứ hai là tôi nói về cái cách thức. Dạ, cảm ơn cha. Mỗi một Kitô hữu chúng ta có bổn phận phải chống cái sai, độc tài, rồi cái gì đó, vi phạm nhân quyền. Tất cả cái đó là cái luật. Là bởi vì ngay trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã từng lên tiếng nhiều lần. Isaiah và nhất là Jeremiah đã kêu gọi các tiên tri trở lại để nói với dân Do Thái phải đứng lên để lên tiếng nói cho những người không có tiếng nói. Một trong những tội lớn nhất ở trong Cựu Ước đó là tội đã không đứng lên để chống bất công xã hội, chống những đàn áp, làm cho những người bị thiệt hại. Vì thế, bổn phận của Kitô hữu và trong giáo lý Công giáo cũng như ở trong thần học về công lý của Công giáo đều kêu gọi chúng ta là những con người phải có tiếng nói sự thật, phải biết làm những cái chuyện đó. Thì tôi nói phần đó là xong. Về phần thứ hai, cách thức. Cách thức mới là một cái hết sức phức tạp. Bởi vì chính cái cách thức nó đưa cho chúng ta đến làm việc có kết quả. Nghĩ mà thôi, lý thuyết mà thôi rất là hay.
Tôi biết tới giờ rồi cho nên tôi xin thầy cho thêm 2 phút nữa thầy nhé. Tôi để cái đồng hồ đây nè. Người ta nói chuyện có một bầy chuột mà ngày nào chúng nó cũng bị con mèo. Có một con mèo nó đi ngang mà mỗi lần nó meo là bắt đầu chuột chạy hết. Cho nên chuột nó rất sợ. Đó là chưa nói trước đây có những con chuột nó khờ cho nên nó bị ăn thịt. Một ngày kia tất cả các con chuột ngồi lại để mà bắt đầu tạo nên một cuộc họp. Làm thế nào để diệt cái anh này và làm thế nào để chấm dứt cái cảnh này. Bởi vì nó cứ đi ngang, nó kêu một cái mình sợ, mình không biết đâu. Khi mình mà phát hiện ra nó ăn mình rồi. Tôi tuổi chuột cho nên chuột nó phong minh lắm á. Thế thì trong đó có một cái con chuột, nó nói lên một tiếng nói rất hay. Nó nói rằng, vậy thì tôi đề nghị từ đây chúng ta sẽ làm một cái chiếc vòng, có cái vòng chuông lẻn kẽn. Và mình sẽ tìm cách treo vào ở trong cổ của con mèo. Để nó đi tới đâu thì những cái lục lạc nó reng, nó kêu và mình biết có mặt nó. Và như thế là mình trốn. Tất cả mọi người đều vỗ tay, quá hay, một ý kiến tuyệt vời. Câu hỏi tiếp, ai là người sẽ đeo cái vòng đó vào cổ con mèo? Phương thức là một chuyện, cách thức làm, và đây là điều tế nhị. Thế chiến thứ hai xảy ra, bây giờ lịch sử vẫn còn viết lại. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, có người cho rằng Ngài đã cộng tác với Đức Quốc Xã, thật sự không đúng, bây giờ những cái lịch sử ghi lại. Nhưng Ngài cũng không muốn mình trở thành một đối tượng mà Hitler có thể giết tất cả những người công giáo ở Đức, nếu ông ta muốn. Vì thế, Ngài không phải là người dung hòa, nhưng Ngài đã không thật sự lên án. Trong khi đó, đằng sau, có bao nhiêu lá thư Ngài để lại cho những Kitô hữu phải tìm cách cứu những người Do Thái nếu họ bị bắt. Trả lời câu hỏi của chị, chúng ta là những người công giáo trên đất Mỹ, nếu có điều kiện không ai bắt bớ ở đây, thì việc chúng ta đấu tranh cho công bằng, cho tự do trong những áp bức là điều chúng ta không những nên làm mà phải làm. Và nếu chúng ta chỉ có câm lặng, im lặng, chúng ta trở thành đồng lõa. Và rồi đây Thiên Chúa sẽ kết tội bởi vì chúng ta đứng trước những cái sai mà mình không phê phán. Thì rồi đây đến phiên mình, ai sẽ là người binh vực cho mình? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, rơi vào tình trạng của những người bên Việt Nam cũng như các nước gia, chúng ta cũng khó nói được là cách thức làm như thế nào. Bởi vì ý kiến rất là hay, nhưng cách thức, nếu trường hợp việc làm không đem lại một kết quả tốt, mà nó còn đem lại biết bao nhiêu những hậu quả xấu, thì liệu chừng có đủ để chúng ta thi hành một việc mà chúng ta biết rằng nó đúng, nhưng cái đúng này sẽ đem lại sự triệt tiêu, hay liệu chừng chúng ta suy nghĩ một cái gì hay hơn, để rồi chúng ta tìm ra một phương thức mình có thể làm, nó vừa đúng mà nó vừa có kết quả. Và có những điều bí ẩn mà chỉ có chúng ta mới có thể hiểu được. Và chỉ có Chúa mới hiểu được mình mà thôi. Đối với người Do Thái, họ có một điều răn là chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thật sự người Việt Nam chúng ta hiểu không có đúng về cái điều răn đó. Bởi vì ở trong người Do Thái, Đức Chúa Trời có tên. Và tên của Ngài là Đấng Tự Hữu, mà như chúng ta vẫn hay đọc là Yahvê. Và người Do Thái họ tôn trọng tên đó. Cho nên không bao giờ họ kêu tên của Ngài. Và họ dùng một cái từ khác mà ngày nay chúng ta dịch ra là Chúa. Và nếu trường hợp dịch Thiên Chúa thì chúng ta dịch là Đức Chúa. Còn không nữa thì chúng ta dịch là Chúa. Chúa đây là Chúa Giê-xu Kitô đó. Thì người Do Thái dùng một cái từ khác của họ gọi là Elohim hay là Adonai để mà nói lên Chúa. Và những lúc đau khổ thì họ không kêu tên Đức Chúa Trời, nhưng họ kêu đến Đức Chúa Trời. Mà trong tiếng Anh chữ tất cả các ngôn ngữ đều có. Oh my God. Tại sao như vậy? Thưa bởi vì chúng ta là con người và chúng ta hiểu hơn ai hết. Có những lúc không ai hiểu mình. Vậy thì Thiên Chúa ở đâu? Ở trong câu chuyện, ở trong Thánh Vịnh 115. Sao chư dân lại hỏi Thiên Chúa chúng ở đâu? Bởi vì cứ xét theo bình thường tiêu chuẩn của con người, đôi khi Thiên Chúa của chúng ta đã không xuất hiện. Ngài không xuất hiện để binh đỡ những người mà lẽ ra phải được binh đỡ. Chẳng hạn, chúng ta là những người con của Thiên Chúa. Dân Israel là người con của Thiên Chúa. Vậy mà Thiên Chúa đã để cho họ bị đi lưu đày, để cho Nabucodonosor đày họ, để cho dân Ai Cập làm chủ họ. Và vì thế trong những giây phút mà ngồi ở bên sông Babylon, họ không thể ca đàn được. Bởi vì họ nhớ về Sion, nhớ về Jerusalem. Đồng thời họ cũng tự đặt ra một câu hỏi, Chúa của chúng ta ở đâu? Đây là một trong những lý do khiến một số những người Do Thái yếu lòng tin và không hiểu sâu về thần học. Họ đã đi tìm những thần mà đối với họ hết sức cụ thể,
và người ta có thể lệ thuộc vào những thần này ngay lập tức trước mắt theo suy đoán của họ. Trong Kinh Thánh gọi là thần Baal. Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại nhiều lần, người Do Thái đã bỏ Đức Giê-hô-va để đi thờ các thần khác. Lý do bởi vì những thần này đã cho họ những điều họ muốn, làm cho họ thỏa mãn những gì họ đang khao khát. Riêng Thiên Chúa Giê-hô-va, đôi khi chúng ta kêu cầu mà chúng ta không thấy. Ở đây tôi muốn đưa lại một vài những câu chuyện ở trong Kinh Thánh để chúng ta thấy được những câu chuyện này hợp với đời sống của chúng ta. Bởi vì cũng có những lúc chúng ta rơi vào trong những tình trạng này. Khi Cain giết Abel, Thiên Chúa ở đâu? Thiên Chúa ở đâu khi hai anh em trong cùng một nhà chém giết nhau? Cuộc nội chiến của nhiều quốc gia, Việt Nam chúng ta là một, Nam Bắc Hàn là một. Và còn biết bao nhiêu cuộc chiến đang xảy ra ở Ukraine và ở Liên Xô, ở Nga Xô, là nơi có rất nhiều cùng một chủng tộc, những người cùng một chủng tộc. Câu hỏi đặt ra là Thiên Chúa ở đâu? Nhưng điều chúng ta biết chắc là sau khi Cain giết Abel, thì chính Thiên Chúa đã nói với Cain, tiếng kêu của Abel đã thấu trời và ta đã nghe tiếng của chúng, nghe tiếng của nó, vì thế ngươi không có đi đâu được hết, ngươi sẽ bị trừng phạt. Rồi Cain nói, tôi chỉ sợ là khi tôi đi ra ngoài có những người, bởi vì tôi đã giết Abel cho nên họ có thể giết tôi. Và Thiên Chúa đã hứa là Thiên Chúa bảo vệ ông, ngay cả ông là một tội nhân. Thiên Chúa ở đâu khi Cain giết Abel, anh em trong cùng một nhà? Câu chuyện của ông Job mà chúng ta vẫn thường hay nghe trong cuốn sách gọi là sách Job. Đây là một trong những câu chuyện nói lên huyền nhiệm của cuộc đời mà không ai có câu trả lời. Câu chuyện của ông Job thật sự nó không đến từ người Do Thái, mà nó đến từ vùng bây giờ chúng ta gọi là Iraq, Iran đó, từ vùng Babylon. Ở đó người ta truyền nhau một câu chuyện, rồi người Do Thái hội nhập, sửa lại một chút và đưa vào ở trong sách Kinh Thánh như chúng ta đang nghe. Ông Job là một người công chính. Một ngày kia, Satan lên nói với Đức Chúa, lạy Chúa, ông này thờ phượng Chúa là bởi vì Chúa cho ông quá nhiều, giàu có, rồi hạnh phúc, của cải nhiều. Và vì thế, để đối lại, ông thờ lạy Chúa là một chuyện bình thường. Hãy để tôi đến để thử thách, xem ông có còn thờ lạy Chúa thực sự là với đức tin của ông hay không, hay với những gì mà ông đã có. Rồi Đức Chúa cho phép và Satan đến để hãm hại ông. Chúng ta nghe câu chuyện ban đầu thì có những người đầy tớ về báo cho ông biết súc vật của ông đã bị chết. Một thời gian sau, rồi những người đầy tớ về báo cho ông biết gia nhân của ông chết, rồi cuối cùng con cái của ông chết, rồi chính bản thân ông cũng bị ghẻ lỡ. Tất cả những điều này nói lên gì? Nói lên là những đau khổ ập đến với ông ở một cái mức độ cùng tận. Trong giây phút đó, người vợ của ông, người thân cận nhất của ông cũng lên tiếng nói với ông, đến giờ này mà ông còn tin Chúa nữa sao? Những người mà chúng ta gọi là bạn thân đó, đến với ông và nói với ông, đến giờ này mà ông vẫn còn ca tụng Chúa sao? Ông trả lời, tôi đến ở trong đời này là một con người trần truồng, những gì Chúa cho rồi những gì Chúa lấy đi, tôi vẫn ca tụng Chúa. Không có câu trả lời tại sao ông đau khổ, nhưng bởi vì sự trung thành cho nên Thiên Chúa đã phục hồi lại tất cả những gì ông đã có. Rồi câu chuyện của dân Israel đến Biển Đỏ mà tôi sẽ phân tích thêm. Thiên Chúa đã dẫn dân ra khỏi Ai Cập, vậy thì tại sao lại để cho người Do Thái dồn họ vào trong thế bí, trước là biển, sau là quân đội của Ai Cập? Và chính vì thế họ đã ta thán, liệu ông dẫn chúng tôi ra đây để chết sao? Rồi câu chuyện của Lazaro khi Lazaro chết. Maria Mata, những người như chúng ta, giống lên tiếng nói, thầy ở đâu khi người thân của thầy mất? Và chính Đức Giê-xu cũng đổ nước mắt, khóc cho Lazaro, một người bạn thân của Ngài. Thầy ở đâu? Rồi câu chuyện Chúa Giê-xu trên thánh giá. Đấy chính là khởi điểm của đức tin chúng ta khi chúng ta nghĩ về những đau khổ. Trên thánh giá, Đức Giê-xu đã trích lại Thánh Vịnh 22. Ở đó, những người Do Thái trong những giây phút gần như tuyệt vọng thì họ kêu lên với Thiên Chúa. Có những lúc họ muốn cho những dân biết, những dân khác, dân ngoại biết Chúa của họ là ai. Nhưng trong giây phút này, họ cảm thấy Thiên Chúa đã bỏ rơi họ. Và Đức Giê-xu trên cây thánh giá, Ngài tin rằng Thiên Chúa Cha luôn ở đồng hành, luôn bên cạnh Ngài. Nhưng ngay trước khi chết,
Đây là giây phút cao điểm. Ngay trước khi chết, Ngài không hề thấy hình bóng của Thiên Chúa Cha. Và vì thế, trong giây phút gần như tuyệt vọng, Ngài lên tiếng, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Rồi Ngài tắt thở. Đây là một câu ta thán, chứ không phải là một sự từ chối. Và bởi vì Ngài trung thành, bởi vì Ngài tin, cho nên Thiên Chúa Cha đã cho Ngài sống lại. Tôi muốn đưa ra thêm ba câu chuyện nữa. Một câu chuyện của người Nhật, một câu chuyện của người Do Thái, thật sự là ông ta là người Do Thái, hiện đang ở Mỹ. Và một câu chuyện của Việt Nam. Để chúng ta có thể hòa mình vào trong những câu chuyện này. Trước hết là câu chuyện tiểu thuyết gọi là Câm Lặng. Ở trong tiếng Anh đó, nó dịch ra một cái cuốn tiểu thuyết gọi là Silence của Tsukaku Endo, một trong những tác giả rất là nổi tiếng của Nhật và được giải năm 1966. Ở trong câu chuyện của Endo, ông ta viết một cuốn tiểu thuyết nhưng nó không hoàn toàn là ảo tưởng. Ở trong đó có một số những sự kiện của lịch sử. Ông ta đưa ra bối cảnh là từ thế kỷ thứ 16, những nhà truyền giáo đến đất nước Nhật. Rồi trong câu chuyện là cuối thế kỷ thứ 17, ở đó người ta nghe tin có một ông cha tên là Ferreri. Ông này là người Bồ Đào Nha và là một người giảng đạo, một người truyền giáo nhiệt thành. Rồi ở bên Bồ Đào Nha, người ta nghe rằng ông này khi qua đến Nhật để truyền giáo thì một hình thức nào đó đã chà đạp lên thánh giá, đã bỏ đạo và hiện tại ông đang sống ở bên đất Nhật. Trước đây, ông là một giáo sư ở trong Đại chúng Việt. Vì thế, đã có hai chúng sinh nào này làm linh mục. Một tên là Rodriguez, người kia tên là Gape. Cả hai người này đã bắt đầu lên đường từ Bồ Đào Nha qua Nhật để tìm hiểu xem sự việc này có thật hay không. Khi qua đến Nhật, thì hai người được một người tên là Shiku. Anh ta giúp đỡ cho hai người này bởi vì chính Shiku cũng là một người Công giáo. Nhưng là một người Công giáo, khi gặp chính quyền thì anh ta từ chối đức tin. Nhưng khi không có chính quyền thì anh ta lại sống đạo. Chính Shiku là người đã đưa cho Rodriguez và Gepa đi vào ở trong đất Nhật. Ở được một thời gian, hai người này chỉ có sống chui mà thôi. Rồi một ngày kia, Shiku bị bắt. Và khi bị bắt thì hai người này, tức là Rodriguez và Gepa, biết rằng mình cũng sẽ bị bắt. Cho nên hai người quyết định mỗi người chạy một hướng, để nếu trường hợp chính phủ có bắt thì chỉ bắt được một người. Cuối cùng họ bắt được Gape. Và khi bắt được Gape thì họ đưa ra cho ông phải chứng kiến cảnh những Kitô hữu bị giết như thế nào. Họ bỏ tất cả những người tuyên xưng đạo, ở trong đó có hai người Siti và Iku, hai người cột tay lại, bỏ lên trên một chiếc tàu, đưa ra bên ngoài biển, rồi để cho Gape chứng kiến cảnh là họ sẽ xô những Kitô hữu này người từng người một xuống biển để cho chết nếu Gape không bỏ đạo, từ chối đạp lên thánh giá. Gape cương quyết không. Và cuối cùng, chính ông là người đã chết, bơi ra để cứu những người khác nhưng ngoài biển mênh mông làm sao được. Cho nên cuối cùng chết. Trong khi Gape chết, thì Rodriguez là một người ẩn núp ở trên núi cao nhìn xuống và ông chứng kiến toàn bộ những cảnh đã xảy ra trước mắt ông. Rồi chính ông cũng là người, một con người rất nhiệt thành, đến để rao giảng lời Chúa. Nhưng khi đến đây thì ông bắt đầu đặt lại câu hỏi, liệu chừng ông trong trường hợp đó thì sao? Rồi ông bị phản bội và ông bị bắt. Khi ông bị bắt, một lần nữa, nhà cầm quyền Nhật lại đưa ra những Kitô hữu mà người ta đã bắt được và cứ từng người một người ta sẽ giết nếu trường hợp Rodriguez không từ chối đức tin. Trong giây phút đó, ở trong cuốn tiểu thuyết nó viết, đương nhiên nó không phải là một cuốn sự thật, nó cũng không phải là một cuốn thần học. Nhưng nó đưa ra những tư tưởng để cho chúng ta suy nghĩ trong những giây phút đau khổ cực đoan như vậy thì con người đối xử như thế nào. Cha Rodriguez khi đứng trước cảnh những người sắp sửa chuẩn bị xô đẩy xuống biển để từng người một chết. Rồi bên cạnh đó còn một số người sẽ phải đưa lên trên núi để người ta đốt, người ta cắt đầu, người ta chặt chân. Thì ông nói rằng tôi nghe trong đầu óc tôi có tiếng nói, này con hãy đạp lên thánh giá bởi vì ta đến thế gian này cũng để cho người ta chà đạp ta. Và vì người ta chà đạp ta mà các con có sự sống. Con hãy cứ đạp lên thánh giá. Rồi chính ông đạp lên thánh giá. Và sau đó thì ông lấy vợ sống ở đất Nhật, gặp lại Ferrari và hai người
đại biểu cho những người đứng trước những cùng cực không có câu trả lời, đã tìm một câu trả lời cho chính mình, và hai người này có gia đình ở lại đó. Câu chuyện kết thúc. Câu chuyện kết thúc ở chỗ tiêu đề của cuốn sách là câm lặng, silence. Thiên Chúa ở đâu? Thiên Chúa ở đâu trong những cái cảnh khốn khổ này? Và liệu chừng việc trong ba linh mục mà đưa ra trong cái cuốn tiểu thuyết này, thì có hai ông đã đồng ý không phải bởi vì mong muốn, nhưng lập gia đình để cho những người khác được sống. Liệu chừng tiếng nói của Chúa Giê-xu ở trong đầu của Rodriguez, con hãy đạp thánh giá, bởi vì chính ta đến thế gian cho người ta chà đạp để cho các con có sự sống. Liệu chừng có đúng hay không? Tôi không dạy về thần học giờ phút này. Tôi chỉ đưa ra câu chuyện để thấy đôi khi chính chúng ta là những người nằm trong những trường hợp mà chúng ta không biết phải đối xử thế nào. Câu chuyện thứ hai là của Whistle, Ellie Whistle. Các em ở bên đất Mỹ này, thường thường khi học trung học thì các em phải đọc cuốn tiểu thuyết này rất ngắn. Tiêu đề của cuốn tiểu thuyết là Night, bóng đêm. Ở trong này ông viết lại một cảm nghiệm thực sự của ông khi ở trong nhà tù Đức Quốc xã. Lúc đó ông 14, 15 tuổi. Ở trong nhà tù có những người bàn bạc với nhau để trốn trại, và câu chuyện này bị lộ ra. Khi bị lộ ra thì người ta bắt đầu đem nguyên cả một nhóm của những người ở nhà tù đó đem ra để mà xử phạt. Người ta treo cổ ba người tiêu biểu để cho những người khác thấy sợ không làm nữa. Họ bắt tất cả những người ở trong nhà giam phải ra để chứng kiến cảnh chết này. Whistle viết lại trong cuốn sách: hôm đó tất cả chúng tôi được ăn mặc sạch sẽ ra đứng để chứng kiến. Đức Quốc xã dẫn đến ba người, họ đưa lên ở trên dàn dây, họ đạp ghế cho ba người treo để mà chết. Hai người lớn tuổi chỉ trong vòng một chút xíu là chết liền. Riêng có một em nhỏ khoảng 14, 15 tuổi, bởi vì em gầy guộc cho nên em đã mắc ở trên thòng lọng cả nửa tiếng đồng hồ mà không chết. Và chúng tôi là những người chứng kiến cảnh em vùng vẫy giãy giụa bởi vì em chưa chết. Sức nặng của em không đủ để kéo xuống làm cho em tắt thở. Khi các ông đi vào lại ở trong từng khuôn trại, từng trong nhà giam, thì có một tiếng nói ở trong đám đông hỏi: Chúa ở đâu? Thiên Chúa ở đâu? Khi những người Do Thái bị treo cổ, thì ông nghe một tiếng trả lời: Thiên Chúa đang bị treo cổ ngoài kia. Câu trả lời được ông viết lại ở trong cuốn sách Night để nói lên rằng chính Thiên Chúa cũng đang bị treo cổ. Chính Thiên Chúa cũng đồng hóa với đau khổ của các con. Và từ câu chuyện này, một nền thần học mới sau Thế chiến thứ hai gọi là nền thần học của Thiên Chúa chịu đau khổ, đồng đau khổ với chúng ta, dạy cho chúng ta thêm nhiều điều mới mà tôi biết chắc các thầy, các sơ khi đi học thì cũng sẽ học qua cái này. Câu chuyện thứ ba mà ai trong chúng ta cũng quen thuộc, và tôi biết chắc chắn những câu chuyện này, mặc dầu nó là tiểu thuyết, nhưng câu chuyện tiểu thuyết họ đem những sự kiện thực tế ở trong đời sống đưa ra để dạy, để giáo dục cho chúng ta. Mà tôi tin chắc mỗi một người chúng ta cũng có thể một hình thức nào đó nhận diện ở trong cái câu chuyện này. Kim Vân Kiều, chuyện của Nguyễn Du. Chúng ta chỉ biết sơ sơ, nhưng nếu đi vào cả một câu chuyện, Kim Vân Kiều là một nỗi khổ ở trong đó có thể mang tính cách cá nhân, có thể mang tính cách tập thể, tức là đất nước của chúng ta bị đày đọa. Nhưng thôi, bây giờ chúng ta cứ đi vào câu chuyện mang tính cách cá nhân của một con người sống, họ đã chịu nhục nhã đến độ cùng cực, mà cái họ không thể làm được là họ đã không chết. Kim Vân Kiều, một trong những người rất đẹp, có một người em tên là Thúy Vân, hai người là con của nhà họ Vương. Rồi câu chuyện bắt đầu một ngày kia khi Thúy Kiều đi ở trong thanh minh trong tiết tháng 3 đó hả? Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh, gần xa nô nức yến oanh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân, dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Trong ngày Tết đầu năm, những người này đi chơi, thì câu chuyện bắt đầu là khi Thúy Kiều nhìn qua bên và thấy xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh, mà nay trong tiết thanh minh mà sao hương khói vắng tanh thế này. Thúy Kiều nhìn thấy ngôi mộ của Đạm Tiên. Đạm Tiên là một người rất đẹp, rất nổi tiếng, được rất nhiều người theo đuổi khi còn sống.
mà nay khi chết rồi thì ngôi mộ nằm ở bên đường, mà ngay cả trong ngày tiết thanh minh, ngày Tết cũng không ai thắp cho một nén hương. Câu chuyện bắt đầu như vậy. Rồi Thúy Kiều gặp Kim Trọng, hai người bắt đầu yêu thương nhau. Câu chuyện bắt đầu hai người yêu thương nhau, bắt đầu gặp trắc trở, bởi vì tối thì Đạm Tiên hiện về và báo cho Thúy Kiều biết cuộc đời của nàng sẽ gặp nhiều sóng gió. Ở trong câu chuyện, mỗi một người chúng ta, tôi biết anh chị em thuộc thơ Kiều nhiều lắm, bởi vì một phần đó là một phần của cuộc sống của mình ha. Khi Thúy Kiều gặp Kim Trọng, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không, ngay cửa cái câu chuyện giới thiệu là đã biết Thúy Kiều và Kim Trọng có thể không đến được với nhau. Rồi khi Thúy Kiều đang yêu Kim Trọng như vậy thì đùng một chuyện là vương gia bắt đầu bị vu cáo, bị các quan lại hành hạ, và cuối cùng ông ta có thể bị ở tù. Cho nên Thúy Kiều phải bán mình để chuộc cha. Và khi bán mình, Thúy Kiều nói với Thúy Vân là em mình, em hãy thay chị để mà phục vụ cho Kim Trọng. Trong thời gian đó thì Kim Trọng có một người chú chết, cho nên ông ta phải về quê để mà chịu tang. Rồi Thúy Kiều phải bán mình để mà chuộc cha. Bán cho ai? Bán cho Mã Giám Sinh. Mã Giám Sinh là một người thông đồng với Tú Bà. Rồi hai người này đưa Thúy Kiều vào ở trong lầu xanh. Ở đó Thúy Kiều là một người chân chính, đoan trang, hiền hậu, không thể nào làm một cái công việc nhục nhã như vậy được. Cho nên bà đã tìm đến cái chết, nhưng bà bị bắt lại. Rồi người ta đưa bà ra ngoài lầu, gọi là lầu Ngưng Bích. Ở đó bà ở một mình, bởi vì bà không muốn tiếp khách, cho nên bà bị trừng phạt. Khi ra ở lầu Ngưng Bích thì bà lại được một người đến để chuộc bà ra. Nhưng người này không phải là một người tốt. Bà là một người rất thành thật, bà nghĩ rằng trên đời còn có người tốt. Nhưng người đến chuộc bà ra là Sở Khanh, một trong những người dùng tiền bạc để lấy bà ra, để mua vui với bà, rồi sau đó đem bà bán đi. Bán đi cho một người gọi là Hoàng Thư. Rồi Hoàng Thư lại là một người đã có vợ, cho nên ông cũng không thể nào ở được với Thúy Kiều. Mặc dầu ông là một người thật sự thương Thúy Kiều, nhưng khi về đến nhà thì vợ của Hoàng Thư là một người đã ghen tương và bắt Thúy Kiều phải phục vụ cho hai vợ chồng. Và cũng chính vì những việc như vậy cho nên vợ của Hoàng Thư đã tìm cách để đưa Thúy Kiều đi một nơi khác, bán bà qua cho một người gọi là Bạch Bà đó. Bạch Bà lại là một người quen với lại những người ở trong lầu xanh, cho nên một lần nữa đưa Thúy Kiều lại về lầu xanh. Nếu chúng ta nghe đến câu chuyện của Nguyễn Du, chúng ta cũng không hiểu tại sao ông đưa số phận của những con người khổ, mà không chỉ khổ mà nhục nhã này, đến hai lần. Rồi khi về tới lầu xanh thì lúc này là lúc thôi thì chúng ta tạm gọi là may mắn. Thúy Kiều gặp được một người, một chàng trai hào hoa phong nhã đến để cứu bà. Từ Hải cứu bà ra. Và khi cứu bà ra thì chính Từ Hải cũng là người muốn thực hiện công bằng, cho nên ông ta đã trừng phạt những người đã hãm hại Thúy Kiều, và ông ta cũng muốn tưởng thưởng những người đã giúp đỡ Thúy Kiều. Nhưng mà không may, ông đã bị Hồ Tôn Hiến, tức là một trong những người quan lại thời đó, có hận thù với Từ Hải và đã dùng Thúy Kiều, đánh lừa Thúy Kiều để dụ cho Từ Hải ra, và ông đã giết Từ Hải một cách dễ dàng ở nơi trận, mà chúng ta gọi là chết đứng như Từ Hải, bởi vì ông bị bắn cung và chết khi đang còn đứng. Sau khi Từ Hải chết, Hồ Tôn Hiến đã bắt đầu đem Thúy Kiều về nhà ăn ở, rồi ông lại bán qua cho một người khác. Đây là cuộc đời đến mức chúng ta gọi là tận cùng của buồn nhơ. Bà bị bán qua cho một gã thổ quan. Và trên đường gã thổ quan đưa bà về làng thì Thúy Kiều đã nhảy xuống sông Tiền Đường để tự tử. Nhưng may mắn là khi nhảy xuống sông Tiền Đường thì bà được Vải Giác Vi Giác Duyên là người cứu bà, đưa bà về chùa. Rồi câu chuyện kết thúc. Kim Trọng khi trở về thì cũng không ở với Thúy Vân mà luôn luôn nhớ đến Thúy Kiều. Cho nên Kim Trọng đi tìm, và khi đi tìm thì ông ta gặp được Vải Giác Duyên, và chính Vải Giác Duyên đã giới thiệu để cho hai người trở lại với nhau. Nhưng là một người tự trọng, là một người biết rằng bây giờ mình không còn trong trắng, không còn xứng đáng với Kim Trọng, cho nên hai người về vui sống, nhưng chỉ là tình bạn, hay là chúng ta nói là lấy tình cầm sắc mà đổi ra cầm kỳ là vậy. Kết thúc của câu chuyện, ở trong đó Nguyễn Du muốn nêu lên một lý thuyết gì? Ông ta muốn đưa ra một câu hỏi và một câu trả lời không có câu trả lời. Câu hỏi là tại sao có những người lại khổ đến một mức cùng cực, nhục nhã,
cuối gọi là đáy của xã hội như vậy. Câu trả lời: ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần thì phải phong trần, cho thanh cao thì mới được phần thanh cao. Đây không phải là câu trả lời, đây là một câu ta thán. Bởi vì nếu trường hợp mà chúng ta đã lỡ khổ như vậy thì thật sự không ai hiểu tại sao. Qua ba câu chuyện, chúng ta hiểu được nỗi khổ của chúng ta chưa cùng cực, nó cũng chưa đến độ phải nhục nhã như chúng ta đọc câu chuyện của Thuy Kiều. Vậy khi gặp những câu chuyện này, không phải là chúng ta, mà những người đến với chúng ta để hỏi Thiên Chúa ở đâu, họ chất vấn Thiên Chúa ở đâu, thì chúng ta làm gì? Là Kitô hữu, chúng ta không thể nào câm nín được, bởi vì câm nín nói lên được rằng chính chúng ta cũng không hiểu đức tin của mình là gì. Chúng ta cũng không thể trình bày một cách sai lạc, bởi vì nếu chúng ta đổ lỗi cho Thiên Chúa, đổ lỗi cho những gì thì cũng không được, bởi vì chúng ta trở thành những người lạc giáo. Vậy là những Kitô hữu, chúng ta cần phải thuyết phục, cần phải có những lời giải đáp để thuyết phục những người đến hỏi chúng ta: Chúa của anh ở đâu, Chúa của chị ở đâu? Đây là những câu trả lời mang tính thông thường. Ở trong triết lý và thần học, người ta có rất nhiều cách để trả lời. Thứ nhất là họ muốn loại bỏ Thiên Chúa. Tại sao có những đau khổ tôi không biết, nhưng tôi chỉ biết rằng đừng tin vào Thiên Chúa, đừng tin vào ông trời. Bởi vì chính ông trời Thiên Chúa đã không còn trên trái đất này, đã không còn trong vũ trụ này. Và chính vì sự vắng bóng của ông trời cho nên mọi sự đã trở nên hỗn loạn. Đây là một lối giải thích thôi thì cũng tạm được. Nhưng nếu Thiên Chúa không có thì làm sao tôi có thể giải thích được tại sao tôi phải trở thành người tốt? Lý do mà tôi trở thành người tốt, bởi vì tôi tin có đời sau, bởi vì tôi tin có Hoàng Thiên Hữu Nhãn, ông trời có mắt, ông nhìn xuống, và vì thế tôi không dám làm những gì trái ngược với lương tâm. Còn nếu trong một thế giới không có Thiên Chúa, tại sao tôi lại phải sống tốt làm gì? Biết bao nhiêu những triết gia vô thần, Jean-Paul Sartre, một trong những người, ông ta cho rằng thế giới này không có Thiên Chúa, nó tự như vậy. Khi hỏi tới câu hỏi tại sao đau khổ, lời giải thích dễ dàng của ông là: trong một mớ hỗn độn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Những ai đọc cuốn sách gọi là Ngư Ông và Biển Cả đó của Ernest Hemingway biết rằng ông ta, thời gian trước khi chết, chính ông ta cũng là một người tự xưng là một người vô thần. Và ông ta cho rằng sống ở đây vô định, và từ cái vô định này mình đi đến một cái vô định khác, nó không có mục đích. Và chính ông ta trong giây phút cuối đời năm 1961, ngày 2 tháng 7 năm 1961, khi ông ta không còn hy vọng nữa, thì chính ông là người đã cầm súng bắn vào đầu mình, tự tử. Bởi vì chính ông là người đã không những chủ trương mà cố võ cho một thuyết vô định, không có một mục đích ở trong đời sống. Vì thế chúng ta không thể nào trả lời cho những người khác là không có Thiên Chúa được. Hay lối giải thích thứ hai là họ bắt đầu định nghĩa lại, gọi là tái định nghĩa lòng thương xót và lòng tốt của Thiên Chúa. Tức là từ xưa đến nay chúng ta hiểu Thiên Chúa là đấng tốt lành, Thiên Chúa là đấng đầy lòng thương xót. Vì thế họ nói đúng rồi, Thiên Chúa là một đấng luôn luôn thương yêu chúng ta. Rồi họ có những các nghĩa sai. Họ nói rằng việc xảy ra cho các chị, việc xảy ra cho các anh, việc mà nhà các anh, các chị bị trộm cướp, việc mà chị bị người ta làm nhục hành hạ hay bị hãm hiếp, đó là việc mà Thiên Chúa nghĩ tốt cho mình. Đây là một lời giải thích hoàn toàn sai lạc. Họ hiểu Thiên Chúa là một đấng thương xót, nhưng việc tái định nghĩa, việc định nghĩa lại lòng thương xót của Thiên Chúa cho những sự việc xảy ra, đau khổ ở trong đời chúng ta là một việc làm, nói theo Kitô giáo, lạc giáo. Chúng ta hoàn toàn không thể hiểu được hết, nhưng chúng ta không nghĩ rằng việc một người đến hãm hại con cái mình lại là một việc tốt cho nó được. Không ai chấp nhận được việc đó. Hay một kiểu định nghĩa thứ ba là khi họ từ chối hay họ tái định nghĩa quyền năng của Thiên Chúa, có nghĩa là trước đây chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa có thể làm được mọi sự, nhưng bây giờ Ngài bất lực. Ngài bất lực bởi vì cái gì Ngài đã sáng tạo thì Ngài để cho nó tự nhiên hoạt động mà Ngài không thể làm chủ hay vận hành nó được. Hãy tưởng tượng như chúng ta chế ra một khẩu súng, bắn một viên đạn. Trước đây chúng ta là người chế súng đạn, nhưng bây giờ khi đã bắn ra một viên đạn thì chúng ta không ngăn nó lại được. Khi viên đạn nó đã bay thì cứ vậy nó bay cho đến khi nào hết tốc độ thì nó xuống.
sự dữ xảy ra trong thế giới cũng vậy thôi. Họ nói rằng trước đây Thiên Chúa tạo dựng, nhưng bây giờ vì con người làm ác, Ngài không nào thể nào ngăn cản được. Đây lại là một lời giải thích làm hạn chế Thiên Chúa toàn năng ở trong tư tưởng Công giáo của chúng ta. Một lời giải thích thứ tư lại là một lối giải thích vô cùng nguy hiểm, và nó ảnh hưởng rất nhiều đến chúng ta là những nạn nhân, là những con người bị hình phạt. Họ cho rằng việc mà chúng ta chịu hình phạt, việc mà chúng ta bị trộm cắp, bị đánh đập, bị vu oan, bị nói xấu, việc chúng ta bị nhục nhã là do chính chúng ta làm ra. Thôi thì cứ tạm gọi là nhân quả, là những gì chúng ta làm, cho nên bây giờ chúng ta phải chịu. Thật sự, ở trong câu trả lời nó cũng có nhiều cái hay. Nhưng nếu chúng ta đi vào mấu chốt kết cục của nó, thì có những điều tôi không hiểu tại sao hôm nay tôi phải chịu chuyện này, tại sao con cái của tôi phải bị nhục nhã, phải bị những người khác làm nhục. Vậy thì trước đây nó làm cái gì? Nếu cứ nói về kiếp trước, tôi hoàn toàn không biết kiếp trước. Nếu trường hội trừng phạt, thì sự trừng phạt phải cho tôi biết là tôi bị tội gì. Tự nhiên tôi đang đứng, tự nhiên vào quốc tôi mấy roi, rồi không nói cho tôi biết là hồi nãy tôi mới ăn cắp cái chả giò. Thì làm sao tôi biết được, tôi tưởng đó là chả giò không ai ăn thì tôi ăn. Ít nhất vào mà đánh tôi mấy roi thì phải nói cho tôi biết không được ăn chả giò, thì lần sau tôi không lấy nữa. Chứ bây giờ vào quốc tôi mấy roi không nói cái gì sao tôi biết. Trừng phạt mà không cho tôi biết nguyên nhân cũng là một điều rất khó. Vì thế khi họ đảo ngược lối hiểu biết, họ cho rằng nạn nhân chính là những người đáng trừng phạt, và những việc mà xảy ra là bởi vì chúng ta đã làm. Nó có thể có ý nghĩa khi chúng ta thực sự làm, nhưng đôi khi nó hoàn toàn vô nghĩa bởi vì chúng ta không hiểu nó đến từ đâu. Vậy, ở trong lối giải thích của Thiên Chúa ở đâu, của người Kitô giáo như thế nào? Giáo lý của chúng ta bắt đầu với số 418 nếu chúng ta mở ra. Và nếu chúng ta hiểu ở trong sách giáo lý từ số 1499, tôi nhớ không có lầm, hoặc là 1501 trở đi, thì ở trong đó có nói về bí tích sức dầu. Ở trong đó giáo hội cắt nghĩa về sự đau khổ của con người. Và giáo hội nói cho chúng ta biết, sự giữ nó đến và chúng ta không biết. Câu trả lời của Kitô giáo mà tôi vẫn thường nói với anh chị em, tôi không biết. Tôi không biết không có nghĩa là tôi hoàn toàn mù tịt. Tôi không biết bởi vì sau khi tôi đã học hỏi và suy xét tất cả những lời giải thích, tôi thấy không có một lời giải thích nào thỏa mãn được lý tính tò mò của tôi. Vì thế khi giải thích cho những người khác Thiên Chúa của người ở đâu, thì chúng ta sẽ có nhiều cách. Chúng ta có thể tìm được Thiên Chúa của chúng ta qua con người của Đức Giêsu Kitô, bởi vì Ngài là một con người đến trong thế gian. Ngài đến, Ngài sống, Ngài ở, Ngài đi, Ngài ăn, và cuối cùng Ngài chết rồi Ngài sống lại. Thay vì nói về lý thuyết, thay vì nói về một con người ở đâu thần linh thì tôi không biết, nhưng nếu nói về một con người có xương, có thịt, thì tôi nhìn vào đời sống của Ngài, muốn tìm tất cả những câu trả lời tin, cần phải lý thuyết, tôi cần con người. Và vì thế với con người Đức Giêsu Kitô, với cuộc sống của Ngài, tôi có thể trả lời được cho anh chị em là Thiên Chúa của tôi ở đâu. Tôi nhìn vào cuộc sống của Ngài khi Ngài sinh ra là con vua trời, sinh ở trong một cái nơi nghèo hèn, Ngài lớn lên ở trong một môi trường cũng rất là khiêm hạ, rồi cái chết của Ngài mới là điều đáng nói. Cái khác nhau giữa tôi và con Thiên Chúa là tính tự ái và những suy luận cùng của mình. Suy luận cùng của mình là suy luận theo lối của con người mà người Do Thái thấy ở trong luật của Môi-se. Mắt đền mắt, răng đền răng. Nếu ai tát tôi một điều gì, tát tôi má này, tôi tát lại một cái, bởi vì đó là công bằng. Nhưng tôi nhìn vào con người của Đức Giê-xu thì chính Ngài là một người đã có quyền năng làm được mọi sự. Cho người mù được thấy, người què được đi, cho người đói được ăn. Vậy mà những người hoàn toàn không hiểu biết đã thách thức Ngài. Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá để chúng tôi tin. Ngài không làm. Bởi vì những đòi hỏi mang tính cách ấu trĩ, nói lên được đối với những con người ấu trĩ và cố chấp thì phép lạ bao nhiêu cho đủ. Hay như chúng ta vẫn thường nói, đối với những người tin, phép lạ không cần thiết. Đối với những người không tin, bao nhiêu phép lạ mới đủ để chứng minh. Nhìn vào con người của Đức Giê-xu, Ngài đến thế gian, Ngài sống lại rồi Ngài lên trời. Tôi muốn đưa ra hai câu chuyện ở trong Kinh Thánh. Câu chuyện thứ nhất là của dân Do Thái đến biển đỏ, để chúng ta hiểu được cuộc đời của chúng ta cũng tựa tựa như dân Do Thái ở trong sách Xuất Hành chương 10.
chương 14. Khi Pharaoh tới gần, con cái Israel ngước mắt lên thì thấy người Ai Cập tiến đến sau lưng họ. Con cái Israel kinh hãi, liền lớn tiếng kêu cầu Đức Chúa. Họ nói với ông Môi-se, bên Ai Cập không có đủ mồ chôn hay sao mà ông lại đưa chúng tôi vào chết trong sa mạc? Ông làm gì chúng tôi vậy? Khi ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập, đó chẳng phải là điều chúng tôi đã từng nói với ông bên Ai Cập sao? Chúng tôi đã báo là cứ để mặc chúng tôi làm nô lệ Ai Cập. Thà làm nô lệ Ai Cập còn hơn là chết trong sa mạc. Chúng ta thấy gì? Ở trong đoạn Kinh Thánh, ở trong sách Xuất Hành, kể chuyện khi người Do Thái được đem ra khỏi Ai Cập, và khi họ đến gần biển đỏ thì sau lưng họ là quân Ai Cập đuổi theo, trước mắt họ là cả một bãi biển. Đây là lúc câu hỏi Thiên Chúa của chúng ta ở đâu mang ý nghĩa nhất. Khi cuộc đời của chúng ta đứng trước là một bức tường thành, sau lưng là quân thù, khi chúng ta không còn lối thoát thì câu hỏi của chúng ta là Thiên Chúa của tôi ở đâu? Và ở trong khi họ thất vọng như vậy thì họ quên đi bàn tay hùng mạnh của Thiên Chúa đã đưa họ từ bên Ai Cập qua tới cái chỗ này là đang ở sa mạc. Họ quên tất cả những chuyện gì đã xảy ra trong mấy chục ngày qua. Chỉ có một điều họ nhớ là bây giờ trước mặt họ là biển, sau lưng họ là quân thù. Và vì thế họ nói với ông Môi-se, đưa chúng tôi vào đây để chết à? Ông Môi-se trả lời làm sao ở trong bài Kinh Thánh chúng ta mới vừa nghe? Họ nói với Môi-se, bên Ai Cập không có đủ mộ chôn hay sao mà ông lại đưa chúng tôi vào chết trong sa mạc? Chúng tôi đã bảo cứ để mặc chúng tôi làm nô lệ Ai Cập, thà làm nô lệ Ai Cập còn hơn chết trong sa mạc. Ở đây chúng ta nghe tiếp ông Môi-se nói gì. Tôi không có trích cái đoạn này. Ông Môi-se nói đừng sợ. Đừng sợ. Lẽ ra tôi phải bỏ cái đoạn đó lên để cho anh chị em đọc, nhưng mà không sao. Ông Môi-se nói với họ đừng sợ. Ở trong thư thứ hai của Timothy viết, vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một thần khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ. Thật sự, chính cái sợ hãi nó làm cho chúng ta thất bại. Biết bao nhiêu con người của chúng ta vì sợ hãi mà không dám bắt đầu một công việc. Vì thế lời đầu tiên trấn an của ông Môi-se nói với dân chúng, đừng sợ. Trong giây phút này trước mặt là biển, sau lưng là lính. Nhưng đừng sợ bởi vì Thiên Chúa ở với chúng ta. Ở trong Thánh Vịnh 25, David nói làm sao? Dù đi trong thung lũng tối tăm, con không lo sợ gì vì Chúa ở cùng con. Cây trượng và cây gậy của Chúa làm cho con bình an. Niềm tin của người Do Thái tin vào Đức Chúa thì họ phải hiểu rằng chính giây phút sợ hãi đã làm cho họ không những mất đức tin mà còn nhớ lại một cách sai lạc. Khi chúng ta sợ hãi thì chính chúng ta không những đã mất tình cảm, đã đổi thay trắng đổi đen những câu chuyện, mà kể cả những ký ức của quá khứ chúng ta kể lại cũng sai lạc. Họ nhớ lại cái gì? Họ nhớ lại ở bên Ai Cập, thay vì nói là làm nô lệ thì họ tha trở lại bên đó ăn củ hành củ tỏi bên đó còn hơn. Mà họ quên rằng chính họ là những người đã ta tháng kêu cầu lên Thiên Chúa, xin cứu chúng con ra khỏi chế độ nô lệ này. Trong sợ hãi, con người không còn hiểu mình đang làm gì. Và chính giây phút sợ hãi, con người vừa mất đức tin, vừa biết rằng mình có thể làm những điều điên rồ. Vì thế với người có đức tin là chúng ta đứng trước tất cả những đau khổ, kể cả những cái mà chúng ta cho là nhục nhã nhất, cùng cực nhất, như cuộc đời của Tí Kiều mà chúng ta mới vừa nghe. Thì việc đầu tiên chúng ta nghe lời của Môi-se, đừng sợ, hãy vững tin. Đây là lời của ông Môi-se. Đừng sợ, hãy vững tin. Làm thế nào để cho chúng ta hết sợ mà tin vào Thiên Chúa? Ông Môi-se nói với dân chúng, đoạn này tôi không trích được, tôi đọc cho anh chị em nghe, chương 14. Ông Môi-se nói với dân chúng, đừng sợ, cứ đứng vững, rồi anh em sẽ thấy việc Đức Chúa làm hôm nay để cứu thoát anh em. Những người Ai Cập anh em thấy hôm nay, không bao giờ anh em thấy lại nữa. Trong giây phút đó, ông Môi-se đến nói với dân chúng, đừng sợ, cứ đứng vững, bởi vì những gì anh em thấy đây sẽ không còn thấy nữa.
Đừng sợ. Bởi vì nếu chúng ta muốn nhận ra Thiên Chúa, thì việc đầu tiên là chúng ta không khiếp sợ, cũng không có bàn luận trước những điều mà chúng ta cho là quá khổ của đời mình. Hãy cứ hướng về Thiên Chúa. Điểm thứ hai là ông Mô-xê nói, hãy vững tin, hãy vững. Ông nói với dân chúng, cứ đứng vững rồi anh em sẽ thấy quyền năng của Thiên Chúa. Điểm thứ ba, ông nói, đừng sợ, cứ đứng vững vàng và anh em sẽ thấy việc Đức Chúa làm hôm nay. Và câu chuyện kết thúc chúng ta biết là Thiên Chúa đã cho ông Môi-se đập cái gậy xuống dưới biển, nước rẽ la ra hai bên tả hữu, dân đi qua khô cạn, dân Ai Cập đến và đã bị vùi dập, chết. Đây là một trong những câu chuyện nói lên được cuộc đời của chúng ta. Trong những giây phút mà chúng ta tiến thoái lưỡng nan, trong những giây phút mà trong đánh ngoài tấn, chúng ta không còn một người nào bên cạnh chúng ta để bảo vệ, để nâng đỡ mình. Trong giây phút đó chúng ta dễ mất trí, và ảnh hưởng đầu tiên đến với con người của chúng ta là làm cho mình sợ sệt. Và khi mình sợ sệt, chúng ta dễ có những hành động, có những lời nói, có những cử chỉ mà chúng ta sẽ ân hận muôn đời. Vì thế trong những giây phút đau khổ, hãy nhớ lời của Môi-se, đừng sợ và hãy cứ vững vàng, rồi chúng ta sẽ thấy quyền năng của Thiên Chúa. Câu chuyện thứ hai tôi muốn nói đến là câu chuyện của hai môn đệ trên đường Emmaus, mà cuộc đời của chúng ta cũng có những lúc cảm nghiệm được kinh nghiệm của các ngài. Câu chuyện ở trên đường Emmaus kể hai môn đệ sáng ngày thứ nhất trong tuần bỏ Jerusalem để về một làng, bây giờ chúng ta gọi là làng Emmaus, cũng thật sự cũng không biết ở đâu. Khi hai môn đệ đi trên đường thì có một người lạ xuất hiện và hỏi, các anh đang nói chuyện gì đó? Hai người kể, ông là người duy nhất ở trong vùng này không biết được là ở Jerusalem có một người tên là Giê-xu. Ông ta là một người công chính, rồi làm được những bao nhiêu những việc vĩ đại, nhưng cuối cùng ông đã bị giết chết. Và ông đã sống lại bởi vì những người ở trong nhóm chúng tôi, các bà đi ra mộ đã không còn thấy ông nữa. Rồi Chúa Giê-xu đi chung với các ông và Ngài nói cho các ông biết, bắt đầu từ Môi-se, Ngài kể chuyện cho các ông là con người phải chịu đau khổ như thế nào. Và cuối cùng khi đến gần nhà các ông đến, thì Chúa Giê-xu giả như là Ngài đi thêm nữa, nhưng các ông nói với Ngài, chiều rồi, xin Ngài ở lại với chúng tôi. Rồi Ngài ở lại, Ngài bẻ bánh và các ông nhận ra Ngài, rồi Ngài biến mất. Các ông vội vàng trở ngược lại về Jerusalem. Câu chuyện của hai môn đệ trên đường Emmaus là câu chuyện của cuộc đời chúng ta. Có những lúc Thiên Chúa, Đức Giê-xu đồng hành với chúng ta, đi bên cạnh chúng ta, nhưng chúng ta không nhận ra Ngài. Lý do thứ nhất có thể bởi vì chúng ta quá chủ quan, không bao giờ mình ngờ rằng một con người đang đi bên mình lại là Đức Giê-xu. Hai môn đệ đã quá quen thuộc với Đức Giê-xu, nhưng quen thuộc ở một mức độ nào đó thôi. Các ngài nhận ra Đức Giê-xu khi bẻ bánh, nhưng khi Ngài nói chuyện, nhưng khi Ngài đi từ sáng cho tới chiều, đàm đạo biết bao nhiêu chuyện, nói từ thời ông Môi-se cho đến hiện tại mà các ông không nhận ra. Đơn giản bởi vì không bao giờ các ông ngờ rằng đây là Đức Giê-xu. Có những đau khổ đến với chúng ta mà chúng ta cứ nghĩ rằng Thiên Chúa không ở bên cạnh mình. Đơn giản bởi vì những người bên cạnh mình có thể họ không là những người công giáo. Họ nói với chúng ta, ồ đi cúng cái này kia, con của chị đau như vậy là nó bị yểm đó, thôi bây giờ mời thầy về, rồi chúng ta làm mọi sự. Bởi vì có những lúc chúng ta quá chủ quan và chúng ta không ngờ rằng tất cả những việc này xảy ra để cho chúng ta được một hình thức nào đó thanh luyện đức tin của mình. Điều mà chúng ta không ngờ thì Đức Giê-xu đang xuất hiện. Điểm thứ hai có thể bởi vì khách quan. Khách quan bởi vì trời chiều cho nên thôi thì cứ nói bóng tối mờ mờ cho nên nhìn mặt ai cũng không ra hả? Nhất là thời buổi này mà đeo mặt nạ nữa thì chịu thua nhìn không ra. Cho nên thôi thì các môn đệ cũng có thể có một lý do là bởi vì trời chiều cho nên bóng tối có thể các ông không nhận ra được. Đấy là một trong những lý do đời của chúng ta mình không nhận ra Thiên Chúa ở trong đời mình. Chỉ bởi vì chúng ta gán cho những lý do khách quan ở bên ngoài. Một phần bởi vì do xã hội, một phần bởi vì do áp lực, hay chúng ta nhìn ra ngoài và thấy những người khác họ cũng làm như vậy thôi. Tại sao anh chị sống như vậy? Tại sao anh chị làm chuyện này? Thì thử coi, mọi người đều làm như vậy mà. Sở dĩ chúng ta không nhận ra Thiên Chúa và chúng ta đem những quyết định tự mình, cho mình, vì mình, chúng ta trở thành chủ thể, chúng ta trở thành Thiên Chúa của chính mình khi chúng ta quyết định. Bởi vì
chúng ta đổ lỗi cho bóng chiều, đổ lỗi cho bóng đêm, đổ lỗi cho không đủ ánh sáng để chúng ta nhìn thấy Chúa, đổ lỗi cho áp lực bên ngoài, hãy nhìn coi ở trên TV, truyền hình. Bây giờ tất cả mọi người đều nói về chuyện đó, tại sao mình lại phải chống nó? Đây cũng là một kinh nghiệm ở trong đời sống, bởi vì đôi khi chính chúng ta là những người lợi dụng vào những hình ảnh như vậy để chúng ta không nhìn thấy Thiên Chúa. Ở đâu rồi cũng dần dần chúng ta cũng quen với môi trường. Ngày xưa đó mà đi học có những cái câu chuyện gọi là chuyện ngụ ngôn đó, La Fontaine. La Fontaine dạy cho chúng ta có một câu chuyện con ếch nó bị chết. Và cho đến khi nó chết, nó vẫn chết một cách vui vẻ, chết nóng, chết bị luộc lên, bị nấu chết mà nó không hề thấy nóng. Bởi vì cái mức độ nóng ở trong nồi từ từ nó dâng lên và nó quen thuộc đới độ có thể giết chết nó được. Những ai mà nấu ăn ở trong nhà thì biết, chúng ta nấu ăn nhiều khi khách tới mà quên thay cái áo, chỉ có khách mới ngửi được mùi đồ ăn của mình. Bởi vì mình quá quen thuộc với mùi vị ở trong đó. Chúng ta ở trong môi trường nào thì mình quen thuộc với môi trường và ảnh hưởng môi trường đó. Cho nên nhiều khi chúng ta bị chính môi trường đầu độc và giết chết mình. Và chúng ta đổ lỗi cho môi trường, đổ lỗi cho bóng tối, nó không đủ ánh sáng, tôi không nhận ra Đức Giê-xu. Hay một lý do thứ ba, có thể chúng ta thiếu đức tin mặc dầu chúng ta đủ kiến thức. Nếu chúng ta đọc câu chuyện của hai môn đệ trên đường Emmaus, thì chính các ngài đàm đạo với Đức Giê-xu. Và khi Đức Giê-xu kể cho các ông nghe các câu chuyện từ thời Mô-xê đi xuống, thì hai ông này là những người hiểu biết Kinh Thánh, hiểu biết câu chuyện. Chỉ có điều, đủ kiến thức, thiếu đức tin. Nhiều người trong chúng ta đọc kinh kệ rất nhiều, học hỏi rất nhiều, lễ lại đi rất nhiều. Nhưng như thế chưa hẳn là chúng ta đã có đức tin. Bởi vì khi đứng trước Đức Giê-xu, khi đứng trước những sự kiện, chính chúng ta là những người lên tiếng hỏi Chúa của tôi ở đâu. Hai ông này là những người thuộc Kinh Thánh. Vì thế việc chúng ta đi lễ đọc kinh cứ coi như là thuộc về kiến thức. Đức tin là một hành động. Ở đó khi có những việc xảy ra, chính chúng ta phải là những người đối ứng như thế nào để những người khác nhìn biết chúng ta là những người có đức tin. Một lý do nữa có thể các ông không nhận ra Đức Giê-xu bởi vì Ngài quá quen thuộc chăng? Mà bởi vì Ngài quá quen thuộc cho nên với một người bình thường như thế này, làm thế nào các ông có thể tin đây là Đức Giê-xu hôm qua đã bị giết mà hôm nay sống lại? Gần chùa gọi buộc bằng anh. Đây là một trong những tội mà chúng ta phạm thường xuyên. Chúng ta nhìn tất cả mọi sự với con mắt của mình rồi mình định đoạt cho nó một giá trị. Mà mình quên rằng có những cái rất giá trị mà chúng ta lại không nhìn thấy giá trị đó của nó. Có những điều mà chính chúng ta đôi khi không nhìn thấy được giá trị của nhau. Cho nên chính chúng ta đã không trân trọng nhau. Nhiều lần tôi nói chuyện ở trong đời sống vợ chồng. Những ngày đầu anh chị em nằm cầm tay nhau để lấy nhau thì cái hay cái đẹp của người phối ngẫu là điều chúng ta không thể nào thiếu được. Vắng một ngày là chúng ta nhớ. Nhưng khi ở với nhau được một thời gian thì cũng không nhớ mà nhiều khi cũng không muốn về để gặp. Là bởi vì chúng ta đã quá quen thuộc và như ông bà của chúng ta nói trong câu thơ đó hả? Ngọc mà nhìn lâu thì sẽ tìm thấy vết. Hoa để gần thì nó hết mùi hương. Nhưng cái hoa nó không phải hết mùi hương. Là bởi vì chúng ta ngửi mùi hương, mùi thơm, những cái giá trị tuyệt đẹp, yêu quý của người phối ngẫu mình quá nhiều đến độ mình trở nên quen thuộc. Còn nếu một người khách lạ bước vào trong nhà thì mùi hương nó vẫn thơm như thường. Những đức tính của vợ, của chồng, những cái hay, cái đẹp nó vẫn còn đó. Một trong những điều mà chúng ta không nhận ra Thiên Chúa ở trong đời mình có thể bởi vì chúng ta tự hào mình là Kitô hữu và chúng ta đã quá quen thuộc với Ngài. Hay một lý do nữa, có thể bởi vì chúng ta cố chấp và định kiến. Bởi vì các ông nghĩ rằng Đức Giê-xu phải là một con người đã chết sống lại thì người này phải là một con người tuyệt hảo, có những điều vượt trên những gì con người có thể suy nghĩ được. Cho nên nhìn một người đi bình thường như ông Giê-xu, mấy ông không nghĩ rằng đây là con Thiên Chúa đã chết và sống lại. Chúng ta sống với định kiến. Có những con người họ muốn thay đổi. Có những lúc cây muốn lặng mà gió không ngừng. Có những lúc chúng ta không cho con người một cơ hội. Trong khi chính chúng ta biết được rằng sông thì có khúc, người thì có lúc.
Có những giây phút họ muốn thay đổi, nhưng chúng ta cứ định kiến rằng ô thằng này thằng ăn trộm. Đúng, hồi nhỏ nó có ăn trộm con gà, nhưng bây giờ thì nó đã bỏ rồi, nó thay đổi nhiều rồi. Chúng ta cứ định kiến một người làm một việc gì sai thì suốt đời là người đó sai. Chưa nói chúng ta còn hội nhập nguyên cả một gia đình dòng họ để kết tội, mà chúng ta quên rằng chân mình thì lấm lê mê, mà cứ cầm bó đuốc để đi lê rê chân người. Định kiến là một trong những cái làm cho chúng ta tổn thương, chưa nói là giữa vợ chồng trong gia đình. Đôi khi chỉ vì một lời nói, một hành động, một việc làm của vợ, của chồng trong quá khứ, nó đã xảy ra 10, 20, 30 năm. Mà cứ mỗi một lần có chuyện gì, chúng ta lôi ra để trừng phạt nhau như một loại vũ khí để mà giết nhau vậy. Một tội nhân cũng có thể trở thành thánh mà. Vì thế, chính các ông này là những người sống trong định kiến cho rằng không thể nào một người, Đức Giê-xu là một người tài giỏi, quyền năng, biết mọi sự. Mà cái ông này là người duy nhất ở Jerusalem. Và hai ông nói, ông là người duy nhất ở trong vùng này không biết được chuyện. Là mới hôm qua đây ông Giê-xu đã bị chết và sống lại. Chứng tỏ cái ông mà không biết chuyện này không thể nào là ông Giê-xu được. Mà các ông quên rằng Đức Giê-xu ngài đồng hóa. Khi các con đi thăm viếng một người ở trong bệnh tật, cho một làm một việc gì cho những anh em bé mọn nhất là các con làm cho ta. Nói cách khác, Đức Giê-xu đồng hóa với những con người bình thường. Vì thế chính những định kiến này không cho các ông nhìn thấy Đức Giê-xu. Ngoài vấn đề các ông không nhận ra ngài, đôi khi chúng ta nhận ra, nhưng chúng ta nhận ra một cách chậm chạp. Bởi vì sau khi Đức Giê-xu ngồi xuống và ngài bẻ bánh, câu chuyện kết thúc nó cũng có cái hậu của nó, cái hay của nó. Khi Đức Giê-xu bẻ bánh, có thể hành động này ngài đã làm hàng trăm lần đối với các ông mỗi một bữa ăn. Cho nên có thể cái tay của ngài đưa lên ngài bẻ như thế nào tôi không biết. Chỉ điều là các ông quen thuộc với hành động đó. Cho nên khi nhìn thấy hành động ngài bẻ bánh, các ông sực tỉnh nhận ra, rồi ngài biến đi. Như vậy chứng tỏ, dù muộn, nhưng các ông cũng nhận ra được ngài. Nhận ra chậm bởi vì các ông tỉnh thức chậm. Chúng ta đến đây để học hỏi, bởi vì có những giây phút chúng ta cũng đã tin bói toán, mê tín dị đoan rồi chúng ta bỏ Chúa, bởi vì chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi mình. Nhưng nếu bài nói chuyện của tôi hôm nay giúp cho anh chị em thấy rằng Thiên Chúa luôn ở bên mình, và có những lúc mình không thấy Ngài chứ không phải là Ngài không ở với mình, thì dù muộn đi chăng nữa, dù chậm đi chăng nữa, nó cũng còn quý giá hơn là chúng ta không nhận ra. Trời về chiều, các ông nhận ra Đức Giê-xu, tuyệt vời, tạ ơn Chúa. Ở trong đời sống đạo của chúng ta, có những người cho đến giây phút này mà vẫn còn đi nhà thờ sống đức tin một cách rất là hời hợt. Chúng ta chỉ theo công thức. Nhưng khi có chuyện xảy ra, nhất là có chuyện xảy ra trong gia đình mình, thì chính chúng ta là những người thôi kệ nó, cho nó làm vậy đi. Thôi không sao đâu. Chính chúng ta là những người đã chưa nhận ra được Thiên Chúa ở trong đời mình. Tha chậm còn hơn là không. Rồi chúng ta có thể nhận ra Ngài chậm, và đôi khi không có tích cực, chậm vì không tích cực, vì không chủ động. Một phần chúng ta chậm hiểu bởi vì chúng ta không tự động tìm kiếm để học hỏi. Chúng ta không tích cực để học hỏi. Rồi đôi khi Thiên Chúa giả như Ngài bỏ rơi chúng ta. Có chứ. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần những buổi hội thảo như thế này. Tại sao chúng ta cần ngày lễ Chúa Nhật, chúng ta đến để nâng đỡ nhau. Khi đến nơi mà các ông đã đến, trong phúc âm nói rõ, Đức Giê-xu giả vờ đi tiếp. Và chính các ông là những người mở miệng nói, ông ơi, trời đã về chiều, xin ông ở lại với chúng tôi. Đây là giây phút mà trong đời chúng ta cảm nghiệm rất nhiều. Có những lúc chính Đức Giê-xu, Ngài giả vờ bỏ chúng ta để mà đi. Và Ngài coi thử chúng ta có lên tiếng để mời Ngài ở lại hay không. Hay chúng ta để cho Ngài đi luôn. Việc mà các ông lên tiếng để mời Ngài ở lại, đây là một thái độ bình thường của một con người. Nhưng Thiên Chúa dùng những phương tiện này để Ngài giúp cho các ông nhận ra Ngài. Khi tới làng họ muốn đến, Đức Giê-xu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Những anh chị em nào có đức tin mạnh, chúng ta nâng đỡ nhau. Nhưng mà những anh chị em nào có những đức tin mạnh mà cho đến bây giờ nhìn lại, anh chị em mới thấy rằng
Thật sự có những lúc mình cảm thấy không chỉ trống vắng, không chỉ là chúng ta bị những người chung quanh bỏ rơi, mà chính Thiên Chúa cũng bỏ rơi chúng ta. Nhưng chúng ta tin rằng Thiên Chúa luôn ẩn, Ngài ẩn nhưng mà ẩn một cách hiện, vừa ẩn vừa hiện trước mắt chúng ta. Và Thiên Chúa thử thách chúng ta hơn những gì chúng ta có thể chịu đựng. Ngài thử thách để coi đức tin của chúng ta có mời Ngài ở lại, chúng ta có trung thành không, hay chúng ta lại nhảy qua một điều mà chúng ta cho là điều này hợp hơn với mình. Tôi chỉ muốn kết luận: Chúa ở đâu khi tôi cần Ngài? Câu trả lời: Ngài luôn ở bên tôi, Ngài đồng hành với tôi từ sáng tới chiều, không bao giờ Ngài bỏ tôi. Và muốn nhìn thấy Ngài, chúng ta nghe lời của ông Môi-se: hãy tin, hãy vững tin, đừng sợ, hãy cứ đứng vững, đừng sợ, hãy vững tin và trông cậy. Bởi vì Thiên Chúa của chúng ta, Ngài nói với chúng ta, Ngài là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vì thế không có lý do gì mà chúng ta là những Kitô hữu, trong những giây phút cùng cực, mình lại cứ phải đi tìm. Chuyện mình tìm kiếm là chuyện bình thường. Chuyện mình ta thán hay là chuyện mình than vãn, lại Chúa ở đâu cũng là chuyện bình thường. Nhưng chúng ta không được phép mất đức tin. Trong hoàn cảnh mà tiến thoái lưỡng nan, trước là tường, sau là địch, thì chính trong giai đoạn đó, Thiên Chúa đã cho Môi-se làm phép lạ. Trong hoàn cảnh mà các môn đệ đi với Ngài cả một ngày mà vẫn chưa biết Ngài là ai, thì Ngài tạo điều kiện cho các ông, với điều kiện các ông ít nhất phải mở lòng ra để mời Ngài ở lại. Trong hoàn cảnh mà chúng ta gặp những khó khăn, nhất là những vu oan cáo vạ, những điều mà ngay cả người chồng, người vợ của mình cũng không hiểu mình, những điều mà chúng ta chỉ có biết ngước mắt lên trời mà than trời ơi, đó là một tiếng kêu để nghĩ rằng Hoàng Thiên Hữu Nhãn, ông trời có thể hiểu được mình. Đó là tiếng kêu cuối cùng của một con người không còn ai có thể hiểu được. Thì chúng ta tin rằng Emmanuel, Thiên Chúa luôn ở với chúng ta. Amen.